Dạ con kính cảm ơn sư tổ trì. Nam mô Bụt Thầy. Con thành kính tại lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Dạ con thành kính đảnh lễ Thượng tọa Minh Hạnh, Đại đức tổ trì, sư Nguyễn Thông cùng chư tôn đức. Con kính lạy quý bà, quý cô tu nữ và kính chào tất cả quý đạo hữu. Thưa hôm nay là ngày thứ hai 17 tây tháng Giêng năm 2022 dương lịch, cũng là nhằm ngày rằm tháng 12 tháng Chạp âm lịch năm Tân Sửu. Nghi thức truyền thọ giới pháp sẽ mở đầu chương trình sinh hoạt trong ngày. Nam mô Bụt Thầy. Thay mặt quý Phật tử, chúng con thành kính cung thỉnh Thượng tọa Minh Hạnh từ bi truyền tam quy và bát giới cho chúng con. Uka sapmayang phante tisarane nasaha atang gasaman nagatang upo satang yachama dutiyam bik mayang phante tisarane nasaha atang gasaman nagatang upo satang yachama tatiyam bhimayam phante tisaratne nasaha athang gasamman nagatang uposathang yachama. Ngưỡng bạch chư tôn đức, chúng con xin thọ trì tam quy và ba quan trai giới. Lần thứ hai, chúng con xin thọ trì tam quy và ba quan trai giới. Lần thứ ba, chúng con xin thọ trì tam quy và ba quan trai giới. Kính mong quý ngài lân mận trao truyền quy giới cho chúng con. Và chúng con thành kính cung thỉnh Thượng tọa Minh Hạnh. Nam mô Tát Tha Bhagavato Arahato Samma Sambuddhasa. Nam mô Tát Tha Bhagavato Arahato Samma Sambuddhasa. Nam mô Tát Tha Bhagavato Arahato Samma Sambuddhasa. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng Đức Chánh Biên Tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng Đức Công Biên Tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng Đức Chánh Biên Tri. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bằng ứng cung đang chánh biên tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bằng ứng cung đang chánh biên tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bằng ứng cung đang chánh biên tri. Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Đệ tử nguyện quy y Phật. Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Đệ tử nguyện quy y Phật. Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Đệ tử nguyện quy y Pháp. Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Đệ tử nguyện quy Pháp. Sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Đệ tử nguyện quy y Tăng. Sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Đệ tử nguyện quy Tăng. Dutiyambi Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Lần thứ hai, đệ tử nguyện quy y Phật.
Duttiyambi Bhutang Saranang Gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy Phật. Duttiyambi Dhammang Saranam Gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Pháp. Duttiyambi Dhammang Saranam Gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy Pháp. Duttiyambi Sangham Saranam Gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Tăng. Duttiyambi Sangham Saranam Gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy Tăng. Tatiyambi Buddhaṃ Saraṇaṃ Gacchāmi, lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Phật. Tatiyambi Buddhaṃ Saraṇaṃ Gacchāmi, lần thứ ba đệ tử nguyện quy Phật. Tatiyambi Dhammaṃ Saraṇaṃ Gacchāmi, lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Pháp. Tatiyambi Dhammaṃ Saraṇaṃ Gacchāmi, lần thứ ba đệ tử nguyện quy Pháp. Tatiyambi Sangham Saraṇaṃ Gacchāmi, lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Tăng. Tatiyambi Sangham Saraṇaṃ Gacchāmi, lần thứ ba đệ tử nguyện quy Tăng. Banati Bata Veramani Sikha Padang Samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh. Panatipata Veramani Sikha Padang Samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh. Adinadana Veramani Sikha Padang Samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không trộm cướp. Adinadana Veramani Sikha Padang Samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không trộm cướp. Brahmacharya Veramani Sikha Padang Samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không trược hạnh. Brahmacharya Veramani Sikha Padang Samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không trược hạnh. Musawada Veramani Sikha Padang Samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không nói dối. Musawada Veramani Sikha Padang Samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không nói dối. Sura Merayamachapama Dathana Veramani Sikha Padang Samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất sai.
Supra me chayama chappama dathana Verani sikha padang samadhiya me. Đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất sai. Vikalavurana Veramani sikha padang samadhiya me. Đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời. Vika lafu chana we ramani sikha padang samadhiya mi. Đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời. Natcha gita wa dita visu karasana ma la gần thay bị đề bát thà đà bát nà màn đà nà vi phụ sanh thà nà quê ramani sê khá bà đằng sa ma di ya mi. Đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức. Đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức. Ok, Siena Maha Sayana Ve Ramani Sikha Badang Sama Diya Me. Đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàn tọa cao sang. Ucha Sayana Maha Sayana Ve Ramani Sikha Badang Sama Diya Me. Đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàn tọa cao sang. Imang athang gassamanna gattang puttappanyattang upposathang imang charattin imang chajivassang sammadeva avirakkittum sammadhiyami. Chúng con nguyện tinh tấn nghiêm trì bát quan trai giới mà Đức Phật đã giáo truyền trọn ngày nay và đêm nay, nguyện vun bồi căn lành giải thoát trong ngày vị lai. Imani atha sikha pandani uposasi valasena iman jaratan iman jidivasang satukang katwa apamadena samma rakhitappang. Chư Phật tử đã thọ tam quy và bát quan trai giới, hệ chân chánh nghiêm trì trọn ngày nay và đêm nay chẳng nên dễ vui. A ma phan tê, chúng con xin thành kính phụng hành. Si la na su ga tan yan ti, si la na phu u ga sam ba da, si la ni ni po tan yan ti, ta si ma si la ngui son da ye. Người giữ giới hằng được phú túc mãn chung thọ sanh lạc cảnh là tạng duyên chứng đắc niết bàn. Do vậy hành giả nên dốc lòng trì giới tịnh tăng. Sa thu lành thai, Phật là nơi nương nhờ tối thượng cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Phật bảo từ ân, nguyện lời chân thật tác thành thăng duyên, gieo năm vọt trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, ngừa mong Phật bảo đức lành từ dung. Pháp là nơi nương nhờ tối thượng cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Pháp bảo chánh chân, nguyện lời chân thật
Tát thăng duyên. Gieo năm vóc trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lội vô minh. Từ thân khẩu ý khởi sanh, nương mong pháp bảo đức lành từ dung. Tăng là nơi nương nhờ tôi thường, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y tăng bảo tịnh thanh, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên. Gieo năm vóc trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lội vô minh. Từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong tăng bảo đức lành từ dung. Bhagavato sabba mangalam rakhantu sabbe devata sabba bhuta nupavana sada sati bhavantu te. Bhagavato sabba mangalam rakhantu sabbe devata sabba dhamma nupavana sada sati bhavantu te. Bhagavato sabba mangalam rakhantu sabbe devata sabba sangha nupavana sada sati bhavantu te. Tất cả Phật Pháp có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người. Do nhà quay đức của chư Phật, do nhà quay đức của giáo Pháp, do nhà quay đức của chư Tăng Ca Sự thành lợi thường thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm tinh thành tâm bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thu sa thu lành thai lành thai. Nam mô Bụt Thầy. Chúng con thành kính đảnh lễ và thành kính tri ân thượng tọa Minh Hạnh đã từ bi thay mặt chư tăng trao truyền bát quan trai giới cho hàng Phật tử chúng con. Và sa thu kính cảm ơn cô Nhật Huỳnh. Con thành kính đảnh lễ ngài Tề Siêu, con kính đảnh lễ thượng tọa Giác Đẳng cùng chư tôn đức và kính mời MC tiếp tục với chương trình hôm nay. Nam mô Bụt Thầy. Nam mô Bụt Thầy. Dạ. Dạ con cảm ơn cô Nhật Huỳnh. Chúng con kính tri ân thượng tọa Minh Hạnh. Cảm ơn cô Huệ Ngọc. Nam mô Bụt Thầy. Dạ. Đây là chương trình Phật pháp Bụt Thầy Tham Má trên mạng internet qua Facebook, Pao Talk và Zoom mỗi ngày 2 giờ. Giờ mùa đông Việt Nam từ 8:30 đến 10:30 tối, Houston 7:30 đến 9:30 sáng, New York 8:30 đến 10:30 sáng, Cali 5:30 đến 7:30 sáng, Paris 2:30 đến 4:30 chiều, Sydney 12:30 tối đến 2:30 sáng. Con Nguyên Xuân thành kính đảnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả đạo hữu. Hôm nay thứ năm, hôm nay thứ hai, ngày 17 tháng 1 năm 2022, Phật lịch 2565, môn học, con xin lỗi. Để hôm nay môn học Phật học, Phật pháp căn cơ bản, phần 1, Đức Phật, bài 21. Con nhà tông phần 4, Thầy Giác Đẳng biên soạn và giảng giải. Chúng con kính cung thỉnh thượng tọa Tề Siêu dẫn nhập bài Phật ngày hôm nay. Con kính cung thỉnh ngài. Nam mô Bụt Thầy. Nam mô Bụt Thầy. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ tăng chúng. Kính chào thượng tọa Chất Đẳng, thượng tọa Tăng, thượng tọa Minh Hạnh cùng chư tôn đức trung trung. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, Đức Phật là vị đạo sư tam giới chỗ sáng với hạnh đức tê bì đức trí đức tịnh đức bì đức trí đức
Ngài đã thuyết pháp những gì mà Ngài giác ngộ để khai thị chúng sanh, cũng được giác ngộ khi họ được nghe pháp, thực hành theo pháp. Các đệ tử của Đức Phật gồm cả đệ tử xuất gia và đệ tử tại gia, có những người có phước đặc biệt và cũng có cái hạnh đức ưu tú làm cho Phật pháp vốn đã sáng tỏ bây giờ được tươi sáng thêm. Mặc dù các đệ tử của Đức Phật thì cái việc hoàn hóa nó không bằng bậc đạo sư, nhưng ít ra thì với cái sự chứng nghiệm giáo pháp do cái trí tuệ các vị ấy cũng đã sâu sáng cho những người mà họ tiếp cận. Ở đây cho chúng ta thấy được cái hiệu năng chánh pháp mà Đức Thế Tôn đã thuyết giảng. Hôm nay trong cái ngày học Phật pháp cơ bản, chúng ta tiếp tục học về Đức Phật phần 1. Đối với những đệ tử, thêm 3 vị đệ tử của Đức Phật là Tín Nữ Visakha, Thị Nam Ngự Y Chivaka và một vị xuất gia là Tôn giả Phunna Phurunna. Bây giờ chúng ta hãy nghe phần chánh văn, rồi sau đó chúng ta sẽ được nghe từ gọi giấc đẳng giảng sư hôm nay sẽ thuyết giảng ý nghĩa này. Xin mời cô Nguyên Xuân đọc cho phần chánh văn phố bài học. Nam mô Bụt Thầy. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ, chúng con kính tri ân thường tọa Tề Siêu để dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Con xin đọc chánh kinh. Phần 1, Đức Phật, bài 21, Con nhà Tông, phần 4. Đức Thế Tôn ra đời mang ánh sáng giác ngộ, giải thoát đến muôn loài chúng sanh. Những đệ tử đã lãnh hội và thành tựu được sự chuyển hóa kỳ diệu có thể nói là vô số. Trong những vị này đã có nhiều thể hiện cho thấy sự trưởng thành thật sự trong giáo pháp và góp phần hoàn hóa lợi sanh. Mặc dù khả năng hữu hạn so với bậc đạo sư, nhưng con nhà Tông không giống lông cũng giống cánh. Những giai thoại về các đệ tử Phật cho thấy sự vô úy khi tuyên thuyết chánh pháp, hiệu năng khai thị dù người thuyết giáo xuất thân tầm thường. Tất cả đã ghi lại một thời hoàng kim của chánh pháp khi giá trị của chân lý vượt qua tất cả hạn cuộc của giai cấp, giới tính, giàu nghèo. Hiểu biết về các đọc đệ tử cũng là sự cảm nhận tính cách cao cả về sự ra đời của một bậc chánh đẳng chánh giác. Cuộc sống không nhất thiết
luôn diễn ra theo luật con tạo trớ trêu. Quan niệm bị sắc tư phong đã là cái bóng phủ dài hàng bao thế hệ nền văn hóa Trung Hoa và Việt Nam. Nhiều người tin rằng có tài sắc thì ắt phải khổ lụy. Kỳ thật, trong văn hóa Phật giáo cũng đúng nghĩa thì phước nếu khéo tạo thì tạo nên quả lành. Đồng thời, thói quen sống hiền thiện cũng khiến một đời an lạc. Visakha là một nữ cư sĩ đệ tử Phật, là đệ nhất nữ cư sĩ. Ngoài đức hạnh thì còn được biết là một người tài mạo vẹn toàn. Rất là lạ trong văn hóa Phật giáo Bắc truyền và Phật giáo Việt Nam ít nhắc về vị nữ cư sĩ này, mặc dầu cũng được biết tới qua phiên âm là Tỳ Xá Khư. Bà có một cuộc sống đẹp từ thời thơ ấu cho tới giây phút thường trọ cuối đời, là một người có thành tựu lớn cả hai mặt đời và đạo. Bà để lại những giai thoại đẹp và quý giá về cuộc sống. Câu chuyện bà Quý Sa Kha. Quý Sa Kha là con gái nhà triệu phú Thanan Trái Giá. Cô rất giàu lòng quảng đại và có tâm đạo nhiệt thành. Mẹ cô là Sumana Dewi và ông ngoại cô là nhà triệu phú Men Daka, mà cô hết sức thương mến và quý trọng. Ngày nọ, khi cô mới lên 7, Đức Phật có dịp đến viếng Phát Đi Giá quê cô trong vương quốc Án Cá. Được nghe tin lành ấy, ông ngoại cô bảo: "Này cháu thân mến, hôm nay là ngày vui của cháu và của ông, vậy cháu hãy tập trung 500 tớ gái, những nô tỳ của cháu, bắt kế 500 cỗ xe. Cùng với 500 thị nữ, cháu hãy đi đến. Cháu hãy đi đón tiếp Đức Phật." Cô vui vẻ vâng lời. Khi đến nơi, cô đảnh lễ Đức Phật rồi cung kính ngồi qua một bên. Đức Phật lấy làm đẹp ý thấy tư cách phong nhã lễ độ của cô. Tuy tuổi còn nhỏ, nhưng tinh thần cô Quý Sa Kha đã đến mức tiến bộ khá cao. Sau khi nghe Đức Phật thuyết pháp, cô đắc quả Tu Đà Hường. Kinh sách ghi rằng cô Quý Sa Kha có sức mạnh như đàn ông và rất nhiều duyên dáng từ thuở còn thơ. Tóc nàng tựa như đuôi cong và khi bỏ xả ra dài, chí lai áo rồi cuộn trở lên. Môi nàng tự nhiên đỏ hồng và rất dịu dàng, răng trắng như ngà, khít khao đều đặn và sáng ngời như hai hàng ngọc. Da cô Quý Sa Kha mịn màng như cánh hoa sen màu vàng. Cho đến lúc già và có đông con, bà Quý Sa Kha vẫn còn giữ hình dáng đẹp đẽ của thời son trẻ. Được phú cho năm vẻ đẹp của người phụ nữ, tóc, da, xương, bắp và tuổi trẻ, Quý Sa Kha lại còn trí tuệ hơn người, sáng suốt trong việc thế gian cũng như trong lĩnh vực tinh thần đạo đức. Lúc còn 15-16 tuổi, nhân một ngày lễ nọ, nàng cùng đi với nhiều tỳ nữ ra mé sông để tắm. Tình cờ một đám mưa to từ xa kéo đến, tất cả mọi người đều lật đật bỏ chạy và tạm trú trong một căn nhà bỏ trống, trừ cô Quý Sa Kha. Cùng lúc ấy, có một vài vị bà lông đang đi tìm một người phụ nữ có đủ năm vẻ đẹp cho ông thầy trẻ tuổi của mình. Cô không vội vã hấp tấp mà chậm rãi, khoan thai lần bước đi trong và đục mưa trong nhà. Các vị bà lông môn trông thấy lấy làm ngạc nhiên, hỏi cô tại sao không chạy mau vào nhà vào cho khỏi ướt mình. Cô Quý Sa Kha nhân cơ hội ứng khẩu nói lên quan điểm của mình. Cô nói rằng cô có thể chạy mau hơn những người khác, nhưng cố ý không làm vậy.
Và cô giải thích rằng nếu có vị vua kia đang mặc áo sắc phục triều đình, bỗng nhiên xăng áo quần lên, chạy hối hả vào khung điện, thì ác không thích đáng. Một thớt ngự tượng đường bề, oai nghiêm, mình mang đầy trang sức mà không dõng dạc lần bước, lại đâm đầu bỏ chạy ngoài đường, thì cũng là một cảnh tượng trái mắt. Những nhà sư thanh nhã khả kính cũng bị chỉ trích nếu các ngài chạy xốc xếch y bát. Cùng thế ấy, người phụ nữ chạy ngoài đường như người đàn như đàn ông sẽ mất hết nề nếp đoan trang phong nhã. Các vị bà la môn lấy làm hoan hỷ được nghe những lời cao đẹp ấy và nghĩ rằng cô Visakha sẽ là người vợ lý tưởng cho thầy mình. Sau đó mọi việc thích nghi được sắp xếp để vị thầy Bà La Môn Punnawatthana, con của nhà triệu phú Migara, vốn không phải là Phật tử, đi cưới cô Visakha. Lễ cưới cử hành rất trọng thể. Ngoài những của hồi môn rất quan trọng và những món đồ trang sức quý giá, Mahalatapilanthana, người cha sáng suốt, còn dạy con gái những điều sau đây. 1. Không đem lửa trong nhà ra ngoài ngõ. 2. Không đem lửa bên ngoài vào nhà. 3. Chỉ cho đến những người biết cho. 4. Không cho đến những người không biết cho. 5. Cho đến cả hai, những người biết cho và những người không biết cho. 6. Ngồi một cách an vui. 7. Ăn một cách an vui. 8. Ngủ một cách an vui. 9. Coi chừng lửa. 10. Tôn trọng các vị trời trong nhà. Các điều ấy có nghĩa là 1. Không nên nói xấu chồng và cha mẹ chồng với người ngoài, cũng không nên đem chuyện xấu bên nhà chồng thuật lại cho người ngoài. 2. Không nên ngồi lê đôi mắt, nghe ngóng những chuyện xấu của người ngoài rồi đem về nhà bàn tán. 3. Đồ trong nhà chỉ nên đưa cho những người nào mượn rồi trả lại. 4. Không nên đưa cho những người mượn đồ mà không trả lại. 5. Phải giúp đỡ thân bằng quyến thuộc nghèo khó, giàu họ trả lừa được hay không. 6. Phải ngồi đúng chỗ thích nghi, khi thấy cha mẹ chồng đến phải đứng dậy. 7. Trước khi ăn cơm phải coi có dọn đầy đủ cho cha mẹ chồng và chồng chưa, cũng phải coi chừng xem người làm trong nhà có được chăm sóc đầy đủ không. 8. Trước khi đi ngủ phải quan sát nhà cửa, ghế bàn, cửa đóng then gài cẩn thận, xem coi những người giúp việc trong nhà có làm đủ bổn phận của họ chưa và cha mẹ chồng đã đi ngủ chưa. Thế thường người nội trợ phải thức khuya dậy sớm và trừ khi đau ốm không nên ngủ ngày. 9. Phải xem chồng và cha mẹ chồng như lửa, mỗi khi có việc với cha mẹ chồng và chồng phải hết sức cẩn thận, thận trọng cũng như phải thận trọng khi làm việc với lửa. 10. Cha mẹ chồng và chồng phải được tôn kính như những vị trời trong nhà, nên ghi nhận rằng Đức Phật thường nhắc đến cha mẹ chồng như những vị trời trong nhà, sắc su đê quá. Ngày cô Punnawatthana về nhà chồng tại Sawatthi, rất đông người trong thành phố tới tấp gửi đến nàng đủ loại tặng phẩm. Nhưng vốn giàu lòng quảng đại, cô gửi quà tặng lại mỗi người với vài lời ân cần và đối xử với mọi người như chính thân bằng quyến thuộc của mình. Do thái độ cao quý ấy, ngay trong những ngày đầu tiên, tất cả mọi người bên nhà chồng đều quý chuộng cô. Một việc tình cờ chỉ rõ rằng tình thương của cô bao trùm các loài thú. Hôm nọ được biết con ngựa cái ở sau nhà bếp đẻ, cô tức khắc
cùng các nô tỳ đốt đuốc ra tận chuồng và hết lòng chăm sóc ngựa cho đến khi đẻ xong mới xong xuôi mới đi ngủ. Cha chồng cô là đệ tử trung kiên của Nigantha Nataputta. Ngày nọ ông thỉnh về nhà rất đông các tu sĩ loại thể. Khi các vị đến, quý sa được mời ra để đảnh lễ những vị mà người ta gọi là A-la-hán. Thoạt nghe đến danh từ A-la-hán, cô lấy làm hoan hỷ và vội vã bước ra. Nàng chỉ thấy những tu sĩ lõa lồ ngã màn. Đối với người phụ nữ phong lưu thanh nhã như cô Visakha, thật không thể chịu được. Cô phiền trách cha chồng vào quầy quả trở vào. Những đạo sĩ lấy làm tức giận, bắt lỗi nhà triều phú. Tại sao đem vào nhà mình một tín nữ của Đức Phật? Họ yêu cầu ông đuổi cô ra khỏi nhà tức khắc. Ông triều phú khuyên giải hết lời mới nguôi giận. Ngày nọ, ông cha chồng ngồi trên ghế và bắt đầu ăn một món cháo nóng rất ngon trong cái chén bằng vàng. Ngay lúc ấy, có một vị tỳ khưu bước vào nhà khất thực. Cô Quý Sa Kha liền đứng qua một bên để cha chồng trông thấy nhà sư. Tuy đã thấy, nhưng ông cha chồng vẫn làm lơ, tiếp tục ăn như thường. Cô thấy vậy, cung kính bạch sư. Bạch sư, xin thỉnh sư hoan hỷ bước sang nhà khác. Cha chồng tôi đang dùng những món ăn đã hư cũ. Puranam. Những triệu phú kém thông minh hiểu lầm ý nghĩa của lời nói nên lấy làm tức giận, truyền gia đình đuổi cô Quý Sa Kha ra khỏi nhà. Nhưng tất cả tôi tớ trong nhà đều hết lòng quý chuộng cô nên không ai dám động đến. Cô Quý Sa Kha luôn luôn biết tôn trọng kỷ luật gia đình nhưng không thể chấp nhận cách đối xử như thế mà không phản đối, dầu là cha chồng. Cô lễ phép trình bày: thưa cha, quả thật không có đủ lý do để buộc con phải rời khỏi nhà. Không phải cha đem con về đây như người mua nô lệ. Trong lúc cha mẹ con sanh tiền, con gái không thể bỏ nhà ra đi được, ra đi như vậy. Vì lẽ ấy, khi con rời nhà để sang đây, cha con có mời 8 người trong thân tộc và gửi gắm con cho các vị ấy. Cha con nói, nếu con gái tôi có phạm điều gì lỗi lầm, xin các vị hãy dò xét cặn kẽ. Vậy, xin cha hãy mời các vị ấy để đến xét xử, xem con có lỗi hay không. Nhà triệu phú chấp nhận, chấp thuận lời đề nghị hữu lý ấy, mời 8 vị thân nhân kia lại và phân trần. Nhân một ngày lễ, tôi đang ngồi ăn cháo nấu với sữa trong một cái chén bằng vàng, thì con dâu tôi nói rằng tôi ăn những vật thực đã hư cũ, xin quý vị hãy vạch ra cho nó thấy lỗi và đuổi nó ra khỏi nhà này. Cô Quý Sa Kha giải thích, thật ra không hẳn tôi nói đúng như vậy. Lúc cha chồng tôi đang dùng cháo thì có một vị tỳ khưu vào nhà khất thực, cha chồng tôi thấy mà làm ngơ. Nghĩ bụng rằng cha chồng tôi không làm được điều thiện nào trong hiện tại mà chỉ thọ hưởng phước báu đã tạo trong quá khứ. Nên tôi bạch với vị tỳ khưu, bạch sư, xin thỉnh sư hoan hỷ bước sang nhà khác. Cha chồng tôi đang dùng những thức ăn đã hư cũ. Tôi nói như vậy thì có điều chi là sai quấy? Mọi người nhìn nhận rằng cô Quý Sa Kha không có lỗi, ông cha chồng cũng đồng ý. Nhưng chưa hết giận, ông bắt qua tội cô dâu. Tại sao giữa đêm khuya mà thắp đuốc cùng với nô tỳ đi ra sau vườn? Một lần nữa cô giải thích tại sao cô làm vậy. 8 vị thân nhân ghi nhận rằng vì tình thương một con thú đang chịu đau đớn, cô dâu cao quý đã làm một việc cực nhọc mà cho đến các nô tỳ chưa chắc đã làm, như vậy là rất được tán dương, hẳn là không có lỗi.
Nhâm cha chồng triệu phú đầy lòng thù hận chưa chịu ngừng. Tìm không ra lỗi gì nữa của cô, ông bắt qua chuyện khác và nói rằng trước khi về nhà chồng, nàng có học 10 điều, thí dụ như lửa trong nhà không nên đem ra ngoài ngõ. Vậy thật sự có thể sống đặng chăng nếu đôi khi không đem lửa cho hàng xóm láng giềng mồi? Cô Quý Sa Khai nhân cơ hội giải thích rành rẽ 10 điểm. Ông cha chồng không còn gì nữa để buộc tội, ngồi lặng thinh. Cô là người biết tự trọng, sau khi chứng minh rằng mình không có lỗi thì cô tỏ ý muốn ra đi theo lời cha chồng đuổi. Nhà triệu phú đổi hẳn thái độ, ông xin lỗi cô vì hiểu lầm. Đúng theo tinh thần quảng đại khoan dung của người Phật tử, cô Quý Sa Kha không phiền trách cha chồng nữa, nhưng xin một điều là về sau cô được tự do sinh hoạt trong truyền thống tôn giáo của cô. Ông cha chồng đồng ý. Cô Quý Sa Kha không để mất thì giờ, nhân cơ hội cung thỉnh Đức Phật về nhà thọ trai. Đức Phật đến và sau khi thọ thực, Ngài thuyết pháp một pháp. Ông cha chồng triệu phú tập mạch, ngồi sau bước rèm nghe trộm. Khi Đức Phật giảng xong thì ông đắc quả tu đà hường và biểu lộ lòng tri ân vô hạn đối với cô dâu quý đã dẫn dắt ông vào con đường giải thoát thật sự. Ông cũng ghi nhận một cách vô cùng cảm động và kể từ ngày ấy, ông sẽ xem cô dâu như một bà mẹ. Về sau, bà Quý Sa Kha sanh được một con trai tên là Mỹ Gá Rá. Đức Phật đến viếng và nhân cơ hội này, bà mẹ chồng được nghe pháp và đắc quả Tu Đà Hường. Nhờ khôn khéo, trí tuệ và nhẫn nại, bà dần dần cảm hóa mọi người và đổi nhà bên chồng trở thành một gia đình Phật tử đầy an vui hạnh phúc. Bà Quý Sa Kha để bác chư tăng hàng ngày tại nhà, trưa chiều bà thường đến chùa nghe pháp và xem các sư có cần dùng vật chi không. Xuất Pí Giá, một tín nữ khác cũng có tâm đạo nhiệt thành, thường cùng đi với bà. Bà Quý Sa Kha thật giàu lòng bố thí và tận tình hộ trì chư tăng. Một lần nọ, bà đến học và thỉnh nguyện 8 điều. 1. Dâng y đến chư tăng trong mùa nhập hạ cho đến khi bà chết. 2. Để bác những vị sư các đến thành Sa Quát Thi Xá Vệ. 3. Để bác những vị sư ra đi rời thành Sa Quát Thi. 4. Dâng thực phẩm đến những vị sư đau ốm. 5. Dâng thực phẩm đến những vị sư, những vị ra công chăm sóc các sư đau ốm. 6. Dâng thuốc men đến những vị sư đau ốm. 7. Dâng lúa mạch đến chư sư. 8. Dâng y tắm đến chư tỳ khưu ni. Đức Phật chấp thuận. Ngày nọ, sứ soạn đến chùa lễ Phật và nghe pháp. Bà mặc một bộ đồ đẹp nhất của cha cho lúc đưa bà về nhà chồng. Nhưng nghĩ lại rằng ăn mặc rực rỡ như thế trước mặt Đức Thế Tôn ắt không thích nghi, bà liền thay vào một bộ y phục khác do cha chồng cho. Và gói đồ kia lại giao cho người nữ tỳ cầm giữ. Sau khi nghe pháp, bà ra về cùng với người tỳ nữ. Người này lại bỏ quên quái đồ. Đại đức Ananda nhìn thấy mà không biết của ai. Theo lời dạy của Đức Phật, Ngài tạm giữ một nơi để chờ trao lại chủ. Khi bà Quý Sa Kha hay biết rằng người tỳ nữ mình bỏ quên quái đồ trong chùa thì sai trở lại lấy đem về nếu chưa có ai động đến. Nếu có người đã chạm đến quái đồ thì thôi không đem về. Người tỳ nữ trở về thực sự lại tự sự. Bà liền đến hầu Đức Phật
và tỏ ý muốn làm một việc thiện với số tiền bán bộ phục bộ y phục ấy. Đức Phật khuyên nên cất một tịnh xá nằm tại phía đông cổng vào, vì không có ai đủ tiền để mua bộ y phục quý giá như vậy, nên chính bà mua lại và dùng số tiền ấy kiến tạo một ngôi tịnh xá đẹp để tên là Puttaparama. Theo lời cung thỉnh của bà, mùa năm mưa năm ấy, Đức Phật nhập hạ tại tịnh xá rộng rãi này. Bà hân hoan được Đức Phật chấp thuận nhập hạ 6 lần nơi ấy. Kinh sách ghi rằng bà Visakha hết sức rộng lượng. Thay vì la rầy người tỳ nữ vô ý bỏ quên quái đồ, bà còn chia phần công đức kiến tạo tịnh xá đến cô nữ tỳ, đã tạo cho bà một cơ hội quý báu ấy. Trong nhiều trường hợp khác nhau, bà Visakha được nghe nhiều bài pháp của Đức Phật giới Bát Quan 11 mà người cư sĩ Phật tử ở hầu hết các quốc gia Á Đông thường nghiêm trì cũng được giảng dạy rành rẽ bà. Đề cập đến những đức tánh khả dĩ đưa một người phụ nữ lên các cảnh trời, Đức Phật dạy: tích cực hoạt động, luôn dịu dàng chiều chuộng chồng, giàu chồng không đem lại tất cả hạnh phúc, không khi nào dùng lời bất cẩn, nghịch ý, thiếu lễ độ làm chồng nổi giận. Tôn trọng tất cả những người được chồng kính nể, vì nàng là người sáng suốt, khôn ngoan, khéo léo, lanh lẹ, thức khuya, dậy sớm, tận tâm chăm sóc sức khỏe của chồng trong khi chồng làm việc cực nhọc, và nhã nhặn, hiền hòa. Một người vợ như vậy, muốn những điều chồng muốn và cố làm cho được, sẽ tái sanh vào cảnh giới của những vị trời dễ mến. Và trong một trường hợp khác, Đức Phật đề cập đến đức tánh của người đàn bà muốn tạo an vui hạnh phúc trong thế gian hiện tại và trong cảnh giới tương lai như sau. Này Quý Sa Kha, đó là hạnh phúc của những người phụ nữ có khả năng làm việc, điều khiển người làm, có lối đối xử làm cho chồng quý mến và gìn giữ của cải trong nhà. Này Quý Sa Kha, đó là hạnh phúc của những của người phụ nữ đã thành công trong niềm tin sát tá, trong giới luật si lá, trong lòng quảng đại cha gá có và trí tuệ pan nha. Bà Quý Sa Kha đóng góp một phần quan trọng trong nhiều lĩnh vực khác nhau có liên quan đến Phật sự. Đôi khi Đức Phật dạy bà đi giải hòa những mối bất đồng giữa các tỳ khưu ni. Cũng có lúc bà thỉnh cầu Đức Phật ban hành một vài giới cho chư vị tỳ khưu ni. Do đức độ đại lượng, bà được xem là người tín nữ có công đức nhiều nhất trong các Phật sự và cũng là vị thí chủ quan trọng nhất của phái nữ thời Đức Phật. Do phẩm hạnh trang nghiêm, tư cách thanh nhã, thái độ phong lưu tế nhị, ngôn ngữ lễ độ khôn khéo, do sự biết vâng lời và tôn kính bậc trưởng thượng, quảng đại, bác ái đối với những người, với người kém may mắn, tánh tình lịch duyệt, hiếu khách và tâm đạo nhiệt thành, bà ở được lòng tất cả các những ai đã gặp bà. Sách ghi rằng bà được diễm phúc làm mẹ của 10 người con trai và 10 người con gái. Tất cả đều hiếu thảo. Bà từ trần lúc được 120 tuổi thọ. Trích Đức Phật và Phật Pháp của Ngài Narada, bản dịch Việt của Phạm Kim Khánh. Và phần chánh kinh đến đây đã kết thúc. Chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng giảng giảng bài học ngày hôm nay. Dạ con xin phép đọc tiếp, dạ con không biết, dạ con xin sám hối, dạ con xin phép đọc. Sống với sự hiểu biết.
nghe nhiều hiểu rộng mà không ứng dụng được trong cuộc sống thực tế thì chỉ là kho mật sách. Một kẻ sĩ hay một người trí thức đúng nghĩa không phải chỉ có kiến văn hoặc quảng bác mà còn sống lời lạc cho bản thân và nhân quần. Một người có tài trí mà đủ khả năng sống ôm dung giữa đảo điên của thời thế quả là hiếm có, sống nhiều ít cả hai phương diện đời lẫn đạo thật khó tìm ở đời. Bác sĩ y khoa Jiwaka là một y sĩ thiên tài lưu danh vạn đại, lại là một đệ tử Phật thâm tín Tam Bảo, là con nuôi của vua và được đào tạo thành một đệ nhất thần y, là thái y của hai đời cả hai đời vua Bimbisara và vua Ajatasattu. Ông có thường giải quyết những trường hợp rất tế nhị. Giai thoại về sự hướng dẫn vua Ajatasattu trở thành một Phật tử để lại những ý nghĩa rất đẹp. Vai trò của một cư sĩ thời Phật trụ thế. Đoạn kinh sau đây ghi lại một sự kiện thay đổi một con người một khúc quanh lịch sử. Lúc bấy giờ, Ajatasattu Asathe, con bà Vihehi Videhi, vua xứ Magatha Makitda, nhân lễ Bồ Tát vào ngày rằm tháng tư. Cô mu dí cây súng đang ngồi trên lầu cao trang nghiêm, chung quanh có nhiều đại thần hầu hạ. Lúc bấy giờ, Ajatasattu con bà Videhi, vua xứ Magatha, nhân ngày Bồ Tát cảm hứng nói rằng: thật khả ái thay, này các khanh, đêm rằm sáng trăng. Thật diễm lệ thay, này các khanh, đêm rằm sáng trăng. Thật mỹ miều thay, này các khanh, đêm rằm sáng trăng. Thật êm dịu thay, này các khanh, đêm rằm sáng trăng. Thật điềm lành thay, này các khanh, đêm rằm sáng trăng. Nay chúng ta nên đến chiêm bái vị sa môn hay bà la môn nào, nhờ sự chiêm bái này tâm chúng ta được tịnh tín. Khi nghe nói vậy, một đại thần tâu với Ajatasattu con bà Quý Đê Hí, vua nước Magatha: tâu đại vương, có Purana Kassapa Phú La Ca Diếp là vị hội chủ, vị giáo trưởng và sự sư trưởng giáo hội có tiếng tốt, có danh vọng, khai tổ giáo phái, được quần chúng tôn sùng, dồi dào kinh nghiệm lâu ngày, xuất gia đã lâu năm, đã đến tuổi trưởng thượng, mong đại vương đến chiêm bái Purana Kassapa này. Chiêm bái Purana Kassapa có thể khiến tâm đại vương được tịnh tín. Khi nghe nói vậy, Ajatasattu con bà Quý Đê Hí, vua nước Magatha, yên lặng không nói gì. Ba, lại một đại thần khác tâu với Ajatasattu con bà Quý Đê Hí, vua nước Magatha, tâu đại vương, có Makkhali Gosala Mặc Già Lê Cù Xá Lợi là vị hội chủ, vị giáo trưởng, vị sư trưởng giáo hội, có tiếng tốt, có danh vọng, khai tổ giáo phái, được quần chúng tôn sùng, giàu dồi dào kinh nghiệm lâu ngày, xuất gia đã lâu năm, đã đến tuổi trưởng thượng, mong đại vương chiêm báo Makkhali Gosala này. Chiêm bái vị Makkhali
xa lá có thể khiến tâm đại vương được tịnh tín. Khi nghe nói vậy, Achatasattu, con bà Videhi, vua nước Magatha yên lặng không nói gì. 4. Lại một đại thần khác tâu với Achatasattu, con bà Videhi, vua nước Magatha: Tâu đại vương, có Achita Kesakambali, Akida Kỳ Xá Khâm Bà La là một vị hội chủ, vị giáo trưởng, vị sư trưởng giáo hội, có tiếng tốt, có danh vọng, khai tổ giáo phái, được quần chúng tôn sùng, dồi dào kinh nghiệm lâu ngày, xuất gia đã lâu năm, đã đến tuổi trưởng thượng, mong đại vương đến chiêm bái Achita Kesakambali này. Chiêm bái Achita Kesakambali có thể khiến tâm đại vương được tịnh tín. Khi nghe nói vậy, Achatasattu, con bà Videhi, vua nước Magatha, im lặng không nói gì. 5. Lại một đại thần khác tâu với Achatasattu, con bà Videhi, vua nước Magatha: Tâu đại vương, có Pakutha Kacchayana Bà Phù Đà Kachene là vị hội chủ, vị giáo trưởng, vị sư trưởng giáo hội, có tiếng tốt, có danh vọng, khai tổ giáo pháp, được quần chúng tôn sùng, dồi dào kinh nghiệm lâu ngày, xuất gia đã lâu năm, đã đến tuổi trưởng thượng, mong đại vương đến chiêm bái Pakutha Kacchayana này. Chiêm bái Pakutha Kacchayana này có thể khiến tâm đại vương được tịnh tín. Khi nghe nói vậy, Achatasattu, con bà Videhi, vua nước Magatha, yên lặng không nói gì. 6. Lại một đại thần khác tâu với Achatasattu, con bà Videhi, vua nước Magatha: Đâu tâu đại vương, có Sanjaya Belathiputta Tán Nhã Di Tỳ La Phê Phất làm vị hội chủ, vị giáo trưởng, vị sư trưởng giáo hội, có tiếng tốt, có danh vọng, khai tổ giáo phái, được quần chúng tôn sùng, dồi dào kinh nghiệm lâu ngày, xuất gia đã lâu năm, đã đến tuổi trưởng thượng, mong đại vương đến chiêm bái Sanjaya Belathiputta này. Chiêm bái Sanjaya Belathiputta này có thể khiến tâm đại vương tịnh tín. Khi nghe nói vậy, Achatasattu, con bà Videhi, vua nước Magatha, im lặng không nói gì. 7. Lại một đại thần khác tâu với Achatasattu, con bà Videhi, vua nước Magatha: Tâu đại vương, có Nigantha Nataputta Ni Kiền Tử là vị hội chủ, vị giáo trưởng, vị sư trưởng giáo hội, có tiếng tốt, có danh vọng, khai tổ giáo pháp, được quần chúng tôn sùng, dồi dào kinh nghiệm lâu ngày, xuất gia đã lâu năm, đã đến tuổi trưởng thượng, mong đại vương đến chiêm bái Nigantha Nataputta này. Chiêm bái Nigantha Nataputta có thể khiến tâm đại vương được tịnh tín. Khi nghe nói vậy, Achatasattu, con bà Videhi, vua nước Magatha, yên lặng không nói gì. 8. Lúc bấy giờ, Chiwaka Komarapha
Achat ngồi yên lặng cách Achat Achata Sattu con bà quý Dehi vua nước Magatha không xa bao nhiêu. Khi ấy Achata Sattu con bà quý Dehi vua nước Magatha nói với Jivaka Komarapha: Này Khanh Jivaka, sao người lại im lặng như vậy? Tâu đại vương, chính tại vườn xoài này của chúng con có Thế Tôn, bậc A La Hán, chánh đẳng. Thế Tôn, Tâu đại vương, chính tại vườn xoài này của chúng con có Thế Tôn, bậc A La Hán, chánh đẳng chánh giác, hiện đang trú ngụ với đại chúng tỳ kheo 1250 vị. Thế Tôn Gotama có tiếng đồn tốt đẹp sau đây lan rộng: đây là Thế Tôn bậc A La Hán, chánh đẳng chánh giác, minh hạnh túc thiện thề thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Đại vương hãy đến chiêm bái Thế Tôn này, rất có thể nhờ chiêm bái Thế Tôn, tâm của đại vương được tịnh tín. Vậy Khanh Tri Quá Cá, hãy cho thắng kiệu voi. Vâng, tâu đại vương. 9. Tri Quá Cá Cô Má Ráp Phát Chá, vâng theo lời dạy của A Cha Tá Sát Tú, công bà Quý Đê Hí, vua nước Magatha, sai người thắng 500 con voi cái và con vương tượng vua thường cởi. Rồi tâu Achata Sát Tú, con bà Quý Đê Hí, vua nước Magatha, tâu đại vương, các kiệu voi đã sẵn sàng, ngài hãy làm những gì ngài xem là phải thời. Khi bấy giờ, Achata Sát Tú, con bà Quý Đê Hí, vua nước Magatha, biểu các khung phi leo lên 500 con voi, cái mỗi người mỗi con. Còn mình thì leo lên vương tượng vua thường cởi, xuất hành ra khỏi La Trá Gá Há, dưới ánh sáng của các ngọn đuốc được gầm cao. Với oai nghi của bậc đại vương thắng tiến đến vườn xoài của Jivaka Komarapha. Khi Achata Sát Tú con bà Quý Đê Hí vua nước Magatha đi đến không xa vườn xoài, ngài bỗng sợ hãi kinh hoàng tóc dựng lên. Lúc bấy giờ Achata Sát Tú con bà Quý Đê Hí vua nước Magatha sợ hãi kinh hoàng tóc dựng lên, nói với Jivaka Komarapha: này cha cù chăng, tại sao một đại chúng lớn như thế này gần 1250 vị mà không có một tiếng đằng hắng, không có một tiếng ho, không một tiếng ồn? Tâu đại vương, thần không phản lại ngài, thần không lường gạt ngài. Tâu đại vương, thần không nạp ngài cho kẻ thù. Tâu đại vương, hãy đi thẳng tới. Tâu đại vương, hãy đi thẳng tới. Tại chỗ kia trong căn nhà tròn, chỗ có ngọn đèn đang thắp sáng. Một, lúc bấy giờ, Achata Sát Tú, con bà Quý Đê Hí, vua nước Magatha đi cho đến chỗ voi có thể đi được, rồi xuống voi để đi đến cửa căn nhà tròn. Đến nơi liền nói với Jivaka Komarapha: Này Khanh Jivaka, Thế Tôn ở tại đâu? Tâu đại vương, vị ấy là Thế Tôn. Tâu đại vương, Thế Tôn ngồi dựa vào cột chính giữa, mặt hướng phía nam, ngồi trước mặt chúng tỳ kheo.
12. Acha Tassatu Khâm Bà Quý Thế Hí, vua nước Magatha liền tiến đến chỗ Thế Tôn. Khi đến rồi, vua đứng một bên. Sau khi đi đứng một bên, Acha Tassatu Khâm Bà Quý Thế Hí, vua nước Magatha nhìn khắp chúng tỷ kheo đang yên lặng, an tịnh như một hồ nước trong, cảm hứng nói rằng: Mong hoàng tử Uda Di Phát Đá cũng được sự trầm lặng của các vị tỷ kheo như này vậy. Đại vương, hình như tâm trí của đại vương nặng nhiều về tình thương phải. Bạch Thế Tôn, con thương hoàng tử Uda Di Phá Đá rất nhiều, mong rằng hoàng tử Ú Đa Dí Phá Giá cũng được sự trầm lặng như sự trầm lặng của chúng tỷ kheo này vậy. Lúc bấy giờ, A Cha Tá Sát Tú, con bà Quý Đê Hí, vua nước Magatha đảnh lễ Thế Tôn, chắp tay vái chào chúng tỷ kheo và ngồi xuống một bên. Trích Trường Bộ Kinh Sa Môn Quả, bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Sống tích cực, bản chất tự nhiên của cuộc sống là vui, ít khổ, nhiều. Thế nhưng với người có các cách nhìn tích cực thì nghịch cảnh hóa thành thuận duyên. Ngoài cảnh buồn vui là một lẽ mà thái độ phản ứng riêng của mỗi người khiến sự việc xoay chiều. Đức Phật dạy nhiều về thái độ tích cực qua thuật ngữ khéo tác ý. Yoniso Manasikara. Tôn giả Punna Phú Lâu Na là một đệ tử xuất gia của Đức Thế Tôn, được bước nhiều qua thái độ tích cực trong hạnh nguyện hoằng pháp lợi sinh. Vì tôn giả này xin phép Đức Phật sam điện để hoàn hóa những gì được nhắc lại trong cuộc diện kiến này của tôn giả để lại một hình ảnh cho nhiều thế hệ mai hậu về tinh thần tích cực trong cuộc sống cũng như phụng sự. Câu chuyện một đệ tử Phật dấn thân hoàn hóa với tinh thần tích cực 140. Dạ. Con không có thấy. Dạ, phần kính kinh đến đây đã kết thúc. Chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng giảng giải bài học ngày hôm nay. Con kính cung thỉnh Ngài. Dạ, con cung thỉnh, con cung thỉnh, con cung thỉnh, con cung thỉnh. Dạ, con cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng Từ Bi giảng giải bài học ngày hôm nay. Con kính nhân mít đến sư. Cảm ơn cô Nguyễn Sư. Cái bậc Chi Tôn Đức và Thư Quý Phật Tử. Sau này xin đề nghị quý vị là bởi vì trong những bài Phật học cơ bản khi chúng ta có ba câu chuyện riêng biệt và nếu những đoạn kinh hơi dài thì chúng ta đọc từng Phật và giảng từng Phật thì như vậy là quý Phật tử sẽ theo dõi liên lạc hơn. Hôm nay thì có lẽ là chúng ta chỉ có thời giờ để nói về giai thoại của bà Visakha và riêng về Thái Y Chivaka cũng như là Ngài Phú Lâu Na, Ngài Bunda thì chúng ta giờ đến tuần sau. Hồng Phật Pháp, thưa quý vị, nếu mà chúng ta có được dịp để nghe lại, ôn lại, lặp lại những gì mà đã được nghe rồi thì vẫn có nhiều lợi lạc. Ở trong kinh thường có câu nói rằng người gần bậc thiện trí đó mà hiểu thông Phật pháp thì nghe được những điều hay mà chưa được từng nghe và những điều đã được nghe rồi thì lại được tương đẳng thêm. Và do vậy chúng ta cũng theo lời Phật dạy và đặc biệt là theo cái
sự cái cung cách của Ngài Xá Lợi Phất là chúng ta thường hoan hỷ để nghe lại những pháp mà chúng ta vốn đã được nghe nhiều rồi. Hôm nay thưa quý vị, chúng ta nói về một nữ cư sĩ đệ tử Phật, và vị này là gọi là đệ nhất cư sĩ bên hàng nữ giới, và chắc chắn là chúng ta nghe về Bà Visakha. Chúng tôi có ghi một cái nốt nhỏ ở trong bài học này là rất ngạc nhiên. Thưa quý vị, ở trong kinh điển Pali thì Bà Visakha được đề cập đến rất nhiều ở trong tạng kinh và tạng luật. Nhưng mà trong văn hóa Việt Nam, có lẽ do ảnh hưởng văn hóa Trung Hoa và ảnh hưởng Phật giáo đại thừa đó, thì chúng ta nghe nhắc nhiều về ông Cấp Cô Độc, tức là nam cư sĩ đệ nhất. Nhưng bà Visakha hay là bà Tỳ Xá Khư á, thì nhắc rất ít. Và chúng tôi nhớ là hồi còn nhỏ đó, chúng tôi tại trong gia đình đó, chúng tôi có hai người cậu. Một người cậu tu bên Nam Tông là sư trưởng, và một người cậu tu bên Bắc Tông, tức là thầy Phước Nhân. Thì chúng tôi được đọc, được giới thiệu rất nhiều cuốn sách bên Bắc Tông, nhưng mà chúng tôi hoàn toàn không được đọc gì về Bà Tỳ Xá Khư hết. Nhưng mà rồi sau này đi vào bên chùa bên Nam Tông thì chúng tôi lại được cái như lại ngay từ ban đầu và đọc với Đức Phật hoặc Phật Pháp á, thì lại được biết nhiều về bà Visakha. Nó cũng là một chuyện rất là lạ. Và thứ gì thật ra thì ở trong kinh tạng và luật tạng Pali thì có rất nhiều đoạn nói về bà Visakha, mà đúng ra theo tinh thần thì chúng tôi sẽ sưu tập và đưa vào trong bài học này. Nhưng mà sau khi chúng tôi làm được một phần tư, tức là với bốn bài kinh, thì chúng thấy dài quá. Và chưa kể là cái phần chú giải kinh Pháp Cú. Và cuối cùng thì chúng tôi thấy rằng thôi nên chọn cái bài viết của Ngài Narada. Ngài Narada trong cái quyển Đức Phật và Phật Pháp do Bác Phạm Kim Khánh dịch. Ở trong bài viết này, ở dưới cái một cái chương nói về những đại thí chủ, thì Đức Phật thì Ngài Narada ngày đặc biệt đề cập đến Bà Visakha. Và chúng tôi nghĩ rằng bài viết này có nhiều cái đoạn hàm xúc, mặc dù có một số câu văn thì chúng tôi nếu chúng tôi có được dịch lại thì chúng tôi sẽ dịch khác hơn một chút. Nhưng mà dù sao đi nữa thì bản dịch này đối với chúng tôi là một bản dịch rất là quý, và bài viết này là một cái bài viết tương đối là tổng hợp được rất là nhiều những chi tiết liên quan đến người đệ tử Phật, và có thể nói rằng là đệ tử Phật hàng đầu ở trong các vị nữ cư sĩ, gắn bó rất nhiều. Thưa quý vị, gắn bó rất là nhiều, giống như trong một cái ngôi chùa, một ngôi chùa mà có một vị nữ cư sĩ hộ pháp á, thì quý vị biết cái ảnh hưởng nó lớn đến trong ngôi chùa thế nào. Thì Bà Visa đối với giáo pháp, đối với cái thời kỳ bình minh của Phật Pháp, tức là thời Đức Thế Tôn trụ thế đó, thì lại có một ảnh hưởng lớn. Và từ ảnh hưởng này đã tồn tại nhiều thế kỷ cho đến ngày hôm nay. Có rất là nhiều những cái phong tục tập quán cũng như giới luật của chư tăng mà do liên hệ đến Bà Visakha. Thì thứ gì cũng nên nói thêm một việc đó là trong cái văn hóa của người Việt Nam và người Trung Hoa thì thật sự mà nói rằng do cái sự loạn lạc thì từ xưa nay trong lịch sử nhân loại thì thời nào cũng có những loạn lạc hết. Tuy nhiên
một cái nhân sinh quan mà ảnh hưởng rất lớn trong cái văn hóa của chúng ta, đó là tài mệnh tương đối. Tài mệnh tương đối tức là cái sự tài hoa và sự bạc mệnh đó, thì nó luôn luôn đố kỵ với nhau. Người tài hoa thì thường bạc mệnh, nói như vậy, tức là như chúng ta nhắc tới câu của Trường Kiều, ai cũng biết hết là lại gì bị sắc tư phong, trời xanh quen khói má hồng đánh ghen, ông trời cũng cho mình được cái này thì cũng lấy mất cái kia, người ta nói như vậy. Và cái nhân quan này nó ảnh hưởng sâu sắc ở trong lòng của con người. Và quả thật là ở trong nhiều thời đại, nhiều giai đoạn của lịch sử, và kể cả trong thời cận đại, đương đại thì chúng tôi không biết, tôi sao Việt Nam đã lâu rồi, nhưng mà ngày xưa thưa quý vị, người ta nói rằng mình sống và mình ẩn mặt á, dù là mình có tài, dù mình đẹp, dù mình giàu, mà mình sống khép mình, sống ẩn thân thì nó lại an lạc hơn. Nói về chứ một người phụ nữ đẹp thì cũng khó giấu mình lắm. Và mặc dù không trang điểm thì họ đẹp vẫn đẹp thôi. Chỉ có người có tài thì nên tránh để được an thân. Chúng tôi có nhận ra trong cuộc đời, trong 60 năm mà chúng tôi đã sống trong cuộc đời này, thì quả thật là ở trong cộng đồng người Việt Nam, khi chúng tôi ở Việt Nam đọc lịch sử cũng như ở hải ngoại đó, thì thưa quý vị, người ta nói rằng những người nào càng có thiện chí, càng dấn thân á, thì càng dễ bị cháy, tức là càng dễ bị dèm pha, càng dễ bị đố kỵ và thường chúc họa vào thân. Thật ra không thiếu gì những người Việt Nam mà chúng tôi biết là họ có tài, nhưng mà họ sống ở trong những cộng đồng Mỹ, họ vùi đầu vào những phòng thí nghiệm, nhưng mà họ không sinh hoạt trong cộng đồng, mặc dù họ rất giỏi nhiều thứ, lánh xa trong cộng đồng. Tại vì thật ra mà phải nói đó là cộng đồng người Việt Nam á, thì thường thường là đố kỵ những cái sự cống hiến. Chúng tôi lấy ví dụ như vậy là người ta cống hiến 10 mà họ có lỗi tới 1 đó, thì người ta súng nhờ họ đánh người đó, đánh cho đến khi nào người đó họ không còn cống hiến được nữa đó, thì thôi, rốt cuộc á, không ai làm được gì hết. Dạ, hãy mình làm á, thì mình bị nói thì thôi tốt hơn mình đừng nói. Thì cái tinh thần mà đố kỵ, ganh ghét á, nó tạo nên một cái bản sắc của người Việt Nam là những người có tài thì thường là ẩn mặt, và những cái kẻ mà thường là không ra gì đó thì lại đứng ra gọi là lộng hành, làm điên đảo đất nước, làm điên đảo cộng đồng, nhưng mà những người đó lại sống được. Thật ra do vậy cái quan niệm gọi là tài mệnh tương đối đó, tức là chữ tài liền với chữ tài một dần, hay là chúng ta nói hồng nhan họa thủy, hay là hồng nhan bạc mệnh rồi đó, những cái điều đó nó in đậm ở trong tâm tư của chúng ta, cho dù là trong cải lương, trong văn nghệ, trong thi ca và trong cái nhìn cuộc sống hàng ngày. Nhưng mà cái nhân sinh quan đó, nó là một thứ nhân sinh quan đoạn trược, mà Hòa Thượng Nhất Hạnh gọi là một thứ văn nghệ đứt ruột. Văn nghệ đứt ruột tức là một cái nhân sinh quan rất là não lùng, rất là ảm đạm, rất là buồn. Bởi vì sao vậy? Đời sống mà thưa quý vị, nó giống như trong cái thời cộng sản mà người ta có đồ ăn ngon người ta phải giấu. Dạ, hãy ở bên ngoài mà biết là ở nhà ăn đồ ăn ngon, biết là chết, biết là bị tố khổ, biết là bị làm khó dễ v.v. Thì chúng ta phải nói rằng khi mà mình ra nước ngoài, mình sống ở những thế giới tự do đó, người ta có quần áo đẹp, người ta có xe tốt, đặt thức ăn ngon, người ta được tự do để sống đó, thì quả thật đó là hạnh phúc. Còn nếu mà trong cuộc sống mà luôn luôn là phải dè dặt với cái sự đố kỵ ganh ghét đó, thì quả thật cuộc sống rất là buồn. Tuy nhiên về mặt này đó, thì chúng tôi phải nhận rằng trong xã hội Ấn Độ đó, và trong nền văn hóa Phật giáo đó, thì người ta có nói đến một thứ gọi là phước. Dạ, phước ở đây là người sanh ra có cái phước của bố thí, do đó giàu có. Nhưng mà bên cạnh giàu có đó thì họ có cái phước của trì giới, và do vậy họ gìn giữ được cái mà họ có. Dạ, thí dụ như là
một người có bố thí nhưng mà không có trì giới thì kiếp sau sanh giàu có đó nó bị nước lửa binh hay là bị đe dọa, bị cướp đoạt, bị chiếm mất. Thành ra Đức Phật ngày dạy rằng một cái người giữ giới đó là khi họ giàu có đó thì cái phước, cái phú túc nó được gìn giữ. Và nếu kiếp này chúng ta sanh ra mà những gì mà chúng ta có đó, mà nó bị mất đi, nó bị người khác ganh ghét đố kỵ là cũng do chúng ta thiếu cái trì giới ở trong quá khứ. Nên câu chuyện của vị Visakha là một câu chuyện rất đẹp. Đẹp vì bà sanh ra với một cái quả phúc mà đã được tạo rất là thù thắng từ nhiều kiếp trong quá khứ. Đồng thời cái tánh hạnh là rất là tốt. Cái tánh hạnh ở đây trong Phật giáo gọi là thường thân y duyên, tức là cái thói quen tốt. Những cái thói quen cũng là do nhiều đời nhiều kiếp. Khi mình tạo phước á, thí dụ một người quen bố thí, người quen rộng rãi, người rộng rãi nó ăn sâu vào trong tâm khảm của mình, nó tạo thành một thói quen. Và mình sanh ra đời không có bụng sẵn sỉnh, không có đố kỵ, mà sống cái rộng rãi đó cũng là thói quen tốt. Chẳng những có phước mà chẳng những có thói quen tốt mà bà có một nền giáo dục tốt. Dạ, cái đó là cái mà chúng ta sẽ nhận rất rõ là trong cái cách mà người cha dạy cho người con về nhà chồng đó, là dành những cái lời dạy rất là đẹp, thưa quý vị, rất đẹp. Chúng ta đọc kỹ lại chúng ta thấy rằng những lời dạy đó gọi là vô giá. Thí dụ như một cái chuyện rất là đơn giản thôi là trong những điều mà người cha dạy người con là lửa bên ngoài đừng đem vào trong nhà, lửa trong nhà đừng đem ra bên ngoài. Thì thưa quý vị, cái chuyện này nó xảy ra ở mọi nơi, cái chuyện xảy ra ở mọi lúc. Rất là nhiều trường hợp có những người sống trong cuộc đời này đó luôn luôn là lấy lửa mà đốt nhau. Và cái chuyện ở ngoài muốn đem về nhà để làm trong nhà phiền não, không biết bao nhiêu những cái chuyện phiền não mà chúng ta đem từ ở bên ngoài vào. Rồi cái chuyện ở trong nhà, chuyện vợ chồng lục đục nhau, chuyện vui buồn lại đem ra bên ngoài. Có những người thưa quý vị không nói thì không được, và luôn luôn á thì đem chuyện này, đem chỗ này nói chỗ kia, thì để làm gì? Để mà đốt nhau chứ không có gì, để mà phiền não. Và chỉ hai cái câu mà nói rằng đừng đem chuyện ở trong nhà ra, đừng đem lửa trong nhà ra ngoài, đừng đem lửa ở ngoài vô trong nhà đó, thì nó đã là chứa đựng bao nhiêu là sự khôn ngoan của cuộc sống rồi, đừng nói chi những điều còn lại. Rồi ta phải nhìn nhận rằng bà Visakha là người có một cái nền giáo dục rất tốt. Chúng ta xem là đã có phước rồi, đã có một cái thói quen tốt rồi. Thói quen ở đây chúng ta gọi là thường thân y duyên tốt, và có một nền giáo dục tốt. Bà lại là một người mà thứ vì sống có hiểu biết, và sống rất hiểu biết. Khi nãy chúng ta nghe câu chuyện là trời mưa, mọi người đều chạy vào trong cái chỗ trú mưa, nhưng bà thì không, bà đi khoan thai mặc dù nó ướt. Và khi được hỏi thì bà trả lời rằng cái việc mà chạy xốc xếch nó không có phù hợp với một người phụ nữ. Thì chúng ta phải nói rằng điều đó là do sự giáo dục, nhưng mà ở trong đó sự giáo dục nó đã tạo thành một cái bản chất, nó tạo thành một cái tính cách, cái phong thái mà trong cuộc sống của bà đó, dù còn rất trẻ, mới lớn lên thôi, nhưng mà điều đó được thể hiện rất đầy đủ. Sau này thưa quý vị, bà trở thành một đệ tử Phật. Khi mà trở thành một đệ tử Phật á, chúng ta thấy cái cách ứng xử của bà là một ứng xử rất là đẹp. Cứ đứng đợi một mệnh phụ phu nhân, đi có người hầu hạ đi theo, tức là có những cái nữ tỳ đi theo để chăm sóc. Mà cái người nữ tỳ đó có cái trách nhiệm là giữ chiếc áo, mà chiếc áo rất là quý,
và bà tin tưởng bà giao. Nhưng mà đi về, người đó lại vô ý là bỏ quên chiếc áo lại. Lẽ ra theo người khác thì quả trách, và lẽ ra theo người khác ấy, thì cái chuyện đó cũng là kinh thiên động địa. Tại vì chiếc áo đó là mắc lắm chứ quý vị. Nó là chiếc áo mà nạm kết bằng cái ngọc gọi là ngọc liên thạch, là kết những ngọc rất là quý, đính với những viên ngọc rất là quý. Và bà đã rất là một người rất là lịch sự, là trở lại nếu mà thấy tìm được chiếc áo thì thôi, mang về thì mang về, không tìm được thì đừng làm cho quấy động mọi người, tức là đừng làm cho động chúng. Tại vì sao? Vì đó là ngôi chùa. Mình đi chùa, quý vị thấy rất nhiều trường hợp mà chúng tôi nhớ rằng chúng tôi được nghe thì ở chùa chưa xảy ra. Có những người họ đi ngôi chùa nào đó mà họ vào trong nhà vệ sinh mà họ lỡ rửa tay, tháo nhẫn mà có hộp xoàn để trong đó, rồi sau đó họ quên mất đi, mà họ làm cả chùa xào xáo lên. Ít có người nào mà có được một cái bản lãnh là trong những trường hợp mà để quên những cái vật quý mà giữ cái tâm điềm đạm lắm. Bà làm như vậy. Và trong trường hợp mà này đó thì tôn giả Ananda thấy vị không biết của ai, nên tôn giả đem cất đi. Rồi sau đó khi bà biết như vậy đó, thì bà lại làm một cái chuyện rất là đẹp, đó là xin phép Đức Phật để được bán chiếc áo đó và cúng dường vào Tam Bảo. Nhưng mà rồi không ai trong thành Sa-bát-thí mà có đủ tiền để mua chiếc áo đó, bởi nó quá đắt, quá quý đi. Và chính bà mua lại, và bà cũng đã phát tâm để đem cái số tiền đó theo lời dạy của Đức Phật xây một ngôi chùa gọi là Buparama, là Đông Phương Tự, gọi là Đông Phương Tự tại Lì Vì. Ngôi chùa này không phải là của phương Đông theo kiểu Đông Tây của chúng ta ngày nay, mà phương Đông tại nằm ở hướng Đông của chùa Kỳ Viên. Và khi mà ngôi chùa được khánh thành, thì trong lúc đó thì bà lại cảm ơn người nữ tỳ. Người nữ tỳ mà đã bỏ quên cái áo đó, đã tạo cho bà một cái cơ duyên là phước. Chúng ta thấy cái điều đó rất là đẹp, thưa quý vị. Trong cái sự cư xử mà từ lúc mất đồ cho lúc tìm thấy, và đến khi phát tâm xây chùa đó, hoàn toàn là ở trong trường hợp nào bà cũng ứng xử với một cái tinh thần rất là khiêm nhu, rất là hòa nhã, rất là khéo tác ý, mà không lấy những cái chuyện mà người ta quên đồ để làm phiền não. Bà không thấy cái chuyện mà một chiếc áo quý mà bây giờ đã không còn của mình nữa mà là phiền não. Và bà cũng không có nghĩ cái chuyện đó nó lại là một vấn đề, mà nó đúng là một thí dụ của trường hợp gọi là như lý tác ý, hay là chánh tư niệm, hay là khéo tác ý. Nghĩ rất là đẹp, nghĩ đẹp lắm. Và chúng ta nghe nhiều câu chuyện khác ở trong cuộc đời của bà. Trong những câu chuyện này, thưa quý vị, chúng tôi cũng xin nói rằng chỉ là một phần nhỏ thôi. Một phần nhỏ những gì được ghi ở trong Tam Tạng. Bà có nhiều cái gắn bó với chùa, với sự hộ trì Tam Bảo, và bà được Đức Phật dạy dạy cho nhiều điều. Chẳng những vậy mà bà có một cái liên hệ mật thiết đến hội chúng tỳ kheo ni. Ở trong kinh đó, ghi lại rất nhiều trường hợp là không khi nào bà đến chùa nghe mà bà không mang những cái thức uống buổi chiều cho chư tỳ kheo sa di ở chùa. Đến đổi mà có nhiều vị sa di tu ở chùa buổi chiều đói đó, thì thường hay công mẹ đi chợ về. Tức là khi bà đến đó thì khoa kỹ, thì bà đến với các vị những người làm trong nhà mang thực phẩm đến cúng dường. Thưa quý vị, khi mà giáo đoàn tỳ kheo ni được thành lập đó, thì thật sự nó không có đơn giản. Tỳ kheo ni đó thì được khởi sự và Đức Phật ngài cho phép với vị ni trưởng đầu tiên là thánh ni Mahapacharya, tức là di mẫu của Đức Phật đó, thì là xuất thân từ giới thượng lưu. Trong lúc đó thì sau này rất nhiều vị tỳ kheo ni xuất thân từ giới cấp trung lưu và giới cấp thấp trong xã hội. Những vị tỳ kheo ni này khi xuất gia đó
thì gặp rất nhiều vấn đề khó khăn. Khó khăn từ mặt sức khỏe cho đến sinh hoạt ở chung quanh. Có những cái tốt có, những cái xấu có và nhiều cái phức tạp. Nhưng bà lại là người cảm thông tất cả, hỗ trợ tất cả bằng một cái tinh thần rất xây dựng, bằng một cái tinh thần đầy thiện chí, chứ không phải là trách móc, gọi là nói ra nói vào, mà trong mỗi trường hợp bà tìm cách mà giải quyết. Thật ra mà nói đó thì ai mà đọc tận lực mà đọc kỹ đó thì sẽ cảm kích quý Sa Kha rất là nhiều. Nếu ngày nay còn có những người Phật tử như vậy thì nó sẽ đẹp đạo, đẹp đời và sẽ hỗ trợ cho Phật pháp rất là nhiều. Chúng ta thường, thưa quý vị, thấy một điều là ở trong những cái trường hợp phức tạp, mà trường hợp nó xảy ra rất là nhiều ở trong cái giới tu hành, ở trong chùa chiền, thì người ta phản ứng bằng cảm xúc vui buồn hơn là bằng một cái tinh thần xây dựng, tinh thần có hiểu biết. Mà chuyện này xảy ra thường lắm ở trong chùa. Nếu trong trường hợp nào mà gặp được những người cư sĩ, và cư sĩ này có cái tinh thần xây dựng, có sự hiểu biết, và đồng thời làm sao để giữ được cái đạo, làm sao giúp cho mọi người, nhất là những người có những khuyết điểm sai lầm, được cải thiện, được xây dựng lại đó, thì quả thực đó là một cái cơ duyên rất là quý, mà không mấy khi chúng ta có được như vậy. Thật ra nếu chúng ta đọc kỹ về cuộc đời của bà Quý Sa Kha, mình sẽ cảm kích lắm, mình sẽ khoan hỷ lắm, là ở trên đời này có một số Phật tử. Chúng tôi thì được một cái duyên may ở trong đời sống xuất gia đó. Từ nhỏ tới lớn chúng tôi cũng biết được một hai vị như vậy. Nhưng mà một người đã mất rồi đó, mà chúng tôi thấy rất là đẹp, đó là cô Bảy Vĩnh Phúc. Cô Bảy Vĩnh Phúc là đệ tử của Hòa Thượng Thanh Sự, cũng là người mà đã hộ trì cho sư trưởng rất là nhiều. Ngày nay đó mà quý vị thấy có nhiều cái tác phẩm của sư trưởng đã từng in đó, nhất là in trong thời kỳ rất là khó khăn đó, thì là do cô Bảy Vĩnh Phúc. Ngày xưa chúng tôi học với cô môn Thắng Pháp trong cái phần gọi là duyên hệ. Tại vì lúc chúng tôi học Phật hạnh ở với ngài Tịnh Sự, nhưng mà khi học về duyên hệ đó thì thường đến chỗ cô để mà học. Và phải nói rằng chúng tôi chỉ đọc kinh nói về bà Quý Sa Kha, nhưng mà khi mà tiếp xúc bà gần của bà Vĩnh Phúc đó, thì chúng tôi mới tin tưởng một điều rằng ở trong đời này có những con người tốt như vậy. Dạ, tức là giúp đỡ cho chư tăng, lắng nghe chư tăng, thậm chí là hướng dẫn cho chư tăng nữa, nhưng mà không có kiêu ngạo, không có tự phụ, giống như một bà mẹ, giống như một người chị, chỉ dẫn, hướng dẫn những cái chỗ sai lầm, đồng thời khích lệ trong những cái trường hợp cần khích lệ. Và chúng tôi nhớ là khi mà chúng tôi biết cô Bảy Vĩnh Phúc đó, có rất nhiều trường hợp, thưa quý vị, thời đó nhất là sau năm 1975 đó, thì lúc đó đất nước đói khổ lắm, mà chư tăng xuất gia có nhiều bị bệnh phổi, bị lao phổi đó. Mà bây giờ thì chúng ta nghe vài bệnh như là bệnh ung thư, hay là thậm chí như là Covid, chứ thời đó bệnh lao phổi đó là không có chữa trị đúng mức, không có sự dinh dưỡng đầy đủ thì chết như chơi. Lúc đó lao phổi nặng lắm, thưa quý vị, chứ phải giống như bây giờ. Và cô là người đem những cái vị đó về để mà giúp đỡ, trị liệu tốn kém lắm. Chúng tôi không biết, nhưng mà lúc đó chúng tôi thấy tốn kém. Riêng cá nhân chúng tôi thì chúng tôi phải nhận là có những trường hợp mà được nghe, được cô Bảy nói, được hướng dẫn, thì chúng tôi phải nói rằng đó là một trong những cái vốn liếng mà đi vào cuộc sống ngày hôm nay. Nếu mà chúng tôi có một cái điều gì đó mà trong cuộc sống gọi là tinh thần lạc quan, sự tin tưởng vào cuộc sống, thì phải nói là một phần là nhờ cha mẹ thầy tổ, nhưng một phần nữa là do cô Bảy. Dạ. Cái nhân sinh quan rất là quan trọng. Khi mình đi vào trong cuộc đời đó, mà nếu mà mình đánh mất đi cái niềm tin yêu của cuộc sống,
mình luôn luôn sống bằng sự ngờ vực, mình luôn luôn sống bằng độ tiêu cực, bi quan, thì thưa quý vị, chúng ta nó ảnh hưởng suốt cuộc đời của mình. Nhưng mình gần được những người như vậy đó, nó cho tinh thần rất là tích cực. Thì chúng tôi muốn dùng hình ảnh của Bảy Vĩnh Phúc, một con người sống bằng xương bằng thịt mà chúng tôi được biết, được tiếp xúc ngày hôm nay á, để nó củng cố cho một cái niềm tin rằng từ thời quá khứ xa xưa đã có những con người mà chúng tôi nói là tuyệt vời như vậy, đã hiện diện và đã sống ở trên cõi đời này. Và có người đó, thưa quý vị, chúng ta nói là bà Visakha đó, bà có một cuộc sống rất đẹp. Những cái giai thoại về thời thơ ấu của bà, khi bà được đến với Phật Pháp như thế nào, giai thoại bà về nhà chồng như thế nào, giai thoại về cuộc sống của bà là một người nữ cư sĩ hộ Pháp như thế nào. Nếu mà chúng ta ngồi gom lại góp chặt, nó không phải chỉ là một bức tranh rất đẹp, mà nó cho chúng ta những bài học rất là bổ ích, rất là bổ ích trong cuộc sống này. Có một số quý Phật tử đó thường hay có một cái cách nói mà khi chúng tôi nghe thì chúng tôi chỉ nghe cho có vậy thôi. Khi nào mà gặp nghe những cái chuyện mà phức tạp, nghe những chuyện không tốt, đẹp, không hay đó, thì quý vị hay than là ồ, đúng là thời mạt Pháp. Nhưng mà thật ra khi những người nói như vậy đó, thì những vị đó không thấy được là những cái chuyện phức tạp đó nó xảy ra mọi thời, mọi lúc, mọi nơi. Chúng là con người mà. Không phải là khi Đức Phật còn tại thế, có Đức Phật ở tại đó, mà không có những trường hợp như tỳ kheo Đề Bà Đa, không có những trường hợp như là nhóm 6 vị tỳ kheo, nhóm 17 vị tỳ kheo, v.v. Không có. Và không phải chỉ có ngày nay mà ở trong chùa thường có những cái tranh chấp va chạm của các vị ở trong ni giới. Ở nơi nào có vị, thưa quý vị, ở đây chúng tôi cũng phải nói thật quý vị là thật ra mà nói, ở trong chùa mà chùa ni hay trong chùa mà có những vị tu nữ thì không bao giờ mà có cái chuyện mà nó yên, ngoại trừ là chùa chỉ một mình một chợ thôi, tức là một chùa như vậy chỉ có một vị ni thôi. Dạ. Mà ngày nay đó là nó lại rơi vào trường hợp là một số các chùa, khi mà các vị trụ trì mà lớn tuổi đó thì hãy dựa vào một Phật tử hay là một ni cô, một ni sư, một tỳ kheo ni để lo cho chùa đó, thì phải nói rằng khó có ai đến ở. Và sau khi vị đó mất rồi thì nó tạo ra rất nhiều hiệu ứng. Vì vậy có nhiều khi quý Phật tử cứ nói rằng thời đều thời mạt Pháp, nhưng mà những cái chuyện nó xảy ra thời Đức Phật còn tại thế, và có hiểu được những khúc mắc đó đó, thì chúng ta mới biết được rằng tại sao bà Visakha đó là một hình ảnh rất đẹp. Bà có mặt, bà chứng kiến, bà nghe và cảm nhận, và bà can thiệp vào. Bà không phải chỉ can thiệp vào những cái phức tạp ở trong cái giới tu hành, mà bà còn xin Đức Phật cho phép bà làm những việc. Mà những việc này nó lợi lạc cho tăng chúng vô cùng. Khi nãy đó, quý vị có nghe đọc về những điều mà bà thỉnh cầu Đức Phật cho phép bà đó, thì quý vị ngạc nhiên rằng những điều đó tốt quá mà đâu cần Đức Phật cho phép. Dạ, thí dụ như dân y mùa hạ đến chư thiều kheo ni chẳng hạn, chuyện đó đâu có gì đâu phải xin phép, xin cúng thì cúng thôi. Nhưng mà thật ra thì chúng ta nên hiểu như vậy. Đây là cái điểm mà chúng ta nên hiểu, là một nhà sư hay là một người tu đúng nghĩa đó, là không có đi xin, không có đi kêu gọi người khác để cho mình cái này cho cái kia. Nó ngoài cái lòng tự trọng á, nó là một nguyên tắc giới luật. Ở đây nó là một chuyện là khi mình là một người xuất gia rồi đó, mà gọi là thiếu thì nó đủ thứ chuyện thiếu hết. Không có người xuất gia nào mà không có thiếu. Thiếu cái này, thiếu cái kia. Và do cái thiếu đó mình đi sinh. Không phải chỉ đánh mất lòng tự trọng, mà đánh mất cái cốt lõi của đời sống xuất gia. Nếu đi xuất gia đó, mà vì cái sự thiếu thốn cá nhân mà đi sinh cái này, sinh kia, thì nó không còn xuất gia nữa. Nhưng mà lại có một ngoại lệ,
Dạ, có một ngoại lệ là nếu có một người đàn tính, có một người cư sĩ nào có một cái lời thưa trước với Đức Phật, ở trong trường hợp thưa trước Phật, hay thưa trước với vị sư cả, hay thưa trước với chính vị cá nhân là dạ, chúng con là những người sẵn sàng để cúng dường những điều đó, nếu chư tăng ni mà có cần thì cho biết. Thì nếu có một người mà gọi là có thưa trước như vậy đó, thì mình có quyền, mình có được quyền để xin. Không biết chúng tôi nói điều này quý vị nghe có kịp không. Thí dụ như là chúng tôi cần thuốc uống, chúng tôi cần thuốc. Ở trong giới luật thì người bình thường nghĩ rằng mình bệnh thì mình cần thuốc, mình kêu gọi Phật tử thì ai cũng chuyện đó bình thường không. Nhưng mà thật sự là ngay cả giới luật, tức là trong bốn cái tứ sự đó, là thực phẩm, y phục, chỗ ở và thuốc men đó, những thứ đó, mình có thiếu mình cũng không xin Phật tử. Nhưng mà khi mà có một người đã lên tiếng rằng nếu sư có cần bất cứ điều gì thì sư quan nghĩ cho biết á, thì mình có thể lên tiếng tôi từng cần thuốc cảm, tôi cần thuốc đau bụng, cần cái gì đó. Thì trong trường hợp này, bà Quý Sa Kha bà biết được là chư vị tỳ kheo ni có những cái nhu cầu. Mà thưa quý vị chờ chúng tôi một chút nha, quý vị chờ chúng tôi một chút. Chúng tôi xin hỏi quý Phật tử có nghe chúng tôi nói được không? Người đàn tính, có một vị thí chủ mà đã có thưa thỉnh trước á, thì chư vị tỳ kheo, tỳ kheo ni có thể lên. Và chúng ta có hiểu điều này. Đức Di Đà ở trong kinh có lần dạ con thỉnh sư cầm bích trở lại ạ. Chứ tôi xin hỏi quý Phật tử có nghe chúng tôi nói được không? Dạ. Thưa quý vị, có một lần Tôn giả Ananda, ngài thấy Đức Thế Tôn bị bệnh đó, ngài không có cách nào khác, ngài phải làm một việc, đó là nấu một thứ cháo một lúa bạch của ngài để dâng lên Đức Phật. Và Đức Phật ngài đã khiển trách Tôn giả Ananda phải làm việc đó. Mặc dù Tôn giả Ananda đã làm một việc mà với cái gọi là không phải là vì cá nhân mà vì thương Đức Phật thôi. Thì chúng tôi nói về để quý vị hiểu rằng Đức Phật, các đại đệ tử của ngài như người Xá Lợi Phất, Hiệu Cục Hiền Liên, rồi những đệ tử khác
không phải lúc nào cũng có tất cả mọi thứ. Đôi khi nước nóng cũng đã khó rồi, thưa quý vị. Nhưng mà các ngài không có đi hỏi xin người khác. Dĩ nhiên là ở những nơi như là thành Xá Vệ, có những người đàn tính rất là kiểu mẫu như là ông Cóc Cô Độc và Quý Sa Kha chẳng hạn. Thì những người này hiểu rất rõ, tại vì các vị là thánh tu đầu quần mà. Và thứ vì chẳng những hiểu rõ mà các vị đã có cái lời thưa thỉnh trước. Các vị đó là những vị gọi là Upasaka. Upasaka gọi là Upatak hay Upadhi. Tức là chữ Upatak và Di thường chúng ta âm là Upatak, Upadhi đó, Upasaka, Upasika. Nhưng mà ngày xưa người Hậu Tông dịch là cận sự nam, cận sự nữ. Nhưng mà nó còn có cái ý nghĩa khác. Đó là cái người rất gần, rất thân đối với Chư Tăng, đối với Tam Bảo. Và cái gần, cái thân đó đủ gần để Chư Tăng có thể nói lên những gì cần thiết. Quý biết là nó có cái khổ như vậy. Là thông thường quý Phật tử là đôi khi có lòng đó, thì chúng tôi gặp trong trường hợp là những cái vị mà thường kêu gọi đó thì các vị thường đáp ứng. Mà những vị nào ít có kêu gọi, không phải ít chùa mà không kêu gọi đó, thì mấy nghĩ là không cần. Chúng tôi ở sống chùa xảy ra nhiều như vậy lắm. Thành ra phải nói là đa số Phật tử đó thì chỉ đáp ứng nhu cầu khi mà có gặp những vị sư mà gặp đúng cái gì cũng kêu hết, vậy mà lại cúng dường, vậy mà lại giúp đỡ. Còn có những vị rất là tốt, tánh hạnh rất là tốt, sống rất hiểu giới luật, không có kêu gọi thì các vị lại không có cúng dường nhiều. Thì ở đây thưa quý vị, trong trường hợp bà Quý Sa Kha thì bà có lên tiếng trước đối với bạch với Đức Phật và Đức Phật cho phép. Và dĩ nhiên điều này được phổ biến trong tăng chúng. Nếu quý vị nào mà có sang bên Ấn Độ đó, thì quý vị biết là ở cái vùng châu thổ sông Hằng, vào cái mùa khô, tức là vào khoảng tháng này đây, tháng này như là chúng ta đang sinh hoạt đây, là tháng mà chúng tôi hay hành hương, thì thưa quý vị, có khi buổi sáng trời lạnh. Trời lạnh thường có xuống khoảng 15 độ, 15 độ C, tức là chúng ta nói khoảng chừng 50 độ F chẳng hạn. Mà Đức Phật và Chư Tăng buổi sáng khi khất thực á, là do cái lời thỉnh trước nên các ngài ghé sang nhà ông Cóc Cô Độc hay ghé sang nhà bà Quý Sa Kha. Thì ở đó đó có cháo nóng buổi sáng, nấu cháo nóng cũng giúp Đức Phật và Chư Tăng dùng cháo nóng xong rồi các ngài đi ra đường khất thực. Thật ra nếu quý Phật tử mà biết cái giai thoại đó, quý vị có mặt ở tại Ấn Độ, thưa quý vị sẽ cảm động lắm, sẽ cảm kích. Và chúng tôi thì, thưa quý vị, chúng tôi được một cái phước đó, ở trong cuộc đời là khi chúng tôi đọc những đoạn kinh đó và khi chúng tôi tới hành hương đó, buổi sáng trời lạnh đó, mà chúng tôi trùm cái áo ấm vào và chúng tôi nhớ, tự nhiên chúng tôi phát tâm tùy hỷ. Tùy hỷ với cái công đức của những người đi trước. Mặc dù bây giờ sang bên đó thì không còn những vị đó nữa, nhưng mà chúng ta vẫn có cái quyền được phát tâm vui theo, được phát tâm hoan hỷ. Chúng tôi nhớ là những hình ảnh là Chư Tăng và kể cả Đức Phật buổi sáng sớm trước khi các ngài đi vào trong làng để cất thực, thì ghé ngang nhà ông Cóc Độc và Quý Sa Kha. Ở đó có sẵn cháo nóng, có sẵn nước, và các vị đó đã cúng dường đến Đức Phật và Chư Tăng với lời yêu cầu trước. Không hiểu sao chúng tôi thấy hình ảnh rất đẹp. Đẹp như là một cái mái nhà. Cái nhà của những vị cư sĩ đó. Mà cũng là mái nhà của Chư Tăng. Và Đức Phật và Chư Tăng đến đó với cái tâm từ bi. Và một cái hình ảnh rất là đẹp. Chư vị tỳ kheo ni bị bệnh đó, thì có thể lên tiếng với ông Cóc Cô Độc và Quý Sa Kha.
Và quý vị biết rằng bây giờ thí dụ như chúng tôi là vị trụ trì quen biết với Phật tử, mà chúng tôi ở trong chùa chỉ có một vài vị sư thôi, sắp đi xa đó, thì có những Phật tử họ quan tâm, họ mang thức ăn đến. Nhưng mà khi mà ở chùa đông người thì không có như vậy, thưa quý vị. Đi xa thì rất bất tiện. Và Đức Phật Ngài dạy rằng trong những cái trường hợp mà bố thí cúng dường mà gọi là có phước ấy, là đối với những vị từ xa mới đến hay là sắp đi xa hoặc đang bị bệnh, ví dụ như vậy. Tại vì sao? Tại vì những vị này có cái nhu cầu. Mà quý vị biết rằng cuộc sống ngày nay có khi chưa tăng giữ tiền thì cái chuyện nó dễ giải quyết lắm. Mà ngày xưa không có tiền, không có tiền và cũng thể lên tiếng để xin bất cứ ai, thì bà có thưa trước với Chư Tăng. Dạ. Chư Tăng sắp đi xa thì bà xin cúng dường. Chư Tăng mới đến bà xin cúng dường. Bởi vì Chư Tăng sắp đi xa thì đến nhà của bà Visakha để thọ thực, và bà cúng dường cho những thứ cần thiết đi được. Hình ảnh đó đẹp lắm. Quý vị nào có sống trong chùa, quý vị nào có hiểu những cái thiếu thốn của Chư Tăng thì quý vị sẽ hiểu được tấm lòng của Visakha và hiểu cái đời sống nó đẹp như thế nào. Và rồi bà là một người giàu có, đẹp đẽ, được trọng vọng trong ngoài, nhưng mà lại là một người rất là khiêm tốn, rất là khiêm nhu, rất là nhã nhặn, rất là hòa nhã ở trong cách cư xử với bên nhà chồng. Chúng tôi có được biết những trường hợp này, mà chúng tôi phải nói rằng mỗi lần nhắc tới, nghĩ tới thì thưa quý vị, chúng tôi là thường nghĩ đến bà Visakha. Đó là trường hợp mà chúng tôi biết rằng có rất nhiều người phụ nữ Thái Lan khi mà họ lấy chồng. Người Việt Nam, thưa quý vị, không phải lấy chồng ngoại quốc mà lấy chồng Việt Nam á. Đa số Phật tử Việt Nam khi mà lấy chồng Thiên Chúa giáo thì đều đa số là theo đạo Thiên Chúa hết. Đa số rửa tội. Thậm chí trước khi đi rửa tội đến lại khóc, lại thưa với chúng tôi rằng con trong hoàn cảnh như vậy bây giờ con phải theo đạo khác, chứ vì vậy. Người Thái Lan thì không có như vậy. Người Phật tử Thái Lan nào họ, đó là tại vì do họ được giáo dục và làm phước từ nhỏ đó, do đó họ có cái căn bản về Phật pháp. Và chúng tôi nói với quý vị điều này là khi chúng tôi ra nước ngoài đó, từ bên Âu Châu sang Úc, sang Hoa Kỳ đó, mà 10 người Phật tử, người phụ nữ Thái Lan mà người phụ nữ Thái mà lấy chồng ngoại quốc đó, thì hết 9 người là đem trở về với Phật pháp. À, chúng tôi nói điều này có lẽ là quý vị nghĩ là quá, nhưng mà chúng tôi ít có thấy Chư Tăng Thái Lan mà thuyết pháp mà độ những người da trắng, những người Tây Phương mà đến với đạo Phật. Nhưng mà chúng tôi thấy rất nhiều những bà vợ Thái Lan mà đem chồng trở về Phật pháp. Tại vì sao vậy? Tại vì những người phụ nữ Thái Lan đó, họ có thói quen là họ chỉ thực sự sống an lạc nếu họ được đi chùa làm lễ trai tăng hàng tháng, nếu họ đi được chùa hàng tháng, nếu họ tỏ bỏ ăn trai hàng tháng. Và những người chồng mà thương họ đó thì đều biết rằng họ đến từ một quốc gia Phật giáo. Và nếu mà người chồng thật sự thương họ mà muốn cho họ được hạnh phúc đó, thì cho họ sống với cái niềm tin của mình. Và có nhiều phụ nữ Thái Lan đó, thì họ chỉ cần được sống với Phật pháp thì họ lại rất chiều chồng, rất thương chồng và rất nhã nhặn. Cái đó nó cũng là một sự giáo dục từ trong Phật giáo mà ra. Thật ra thưa quý vị, những người da trắng thì họ không có ngại gì để đánh đổi điều đó, là người vợ đi chùa cũng tốt thôi, người vợ đi chùa hàng tháng tổng bó quan trai giới cũng tốt thôi, trai tăng hàng tháng tốt thôi, miễn là vợ thương mình là được. Thật do vậy nó là một cái cuộc hôn nhân mà có đánh đổi, nhưng mà đánh đổi một cái tích cực. Người chồng là theo đạo Phật, mà người vợ lại chiều chồng để giữ được niềm tin của mình. Thì chúng ta thấy điều đó rất là đẹp, mà nó cũng là một ở trong những cái quan niệm sống, cái triết lý sống mà chúng ta đọc qua câu chuyện bà Visakha. Bà về nhà chồng á, nhà chồng á là một
gia đình mà theo đạo Nigantha, từ cha chồng tới chồng. Và ở trong cái cung cách ứng xử của bà, từ từ bà cảm hóa và tất cả đều trở về là đệ tử Phật hết. Ban đầu là cha mẹ chồng, rồi cha chồng, rồi mẹ chồng, rồi chồng, rồi tất cả mọi người. Và rõ ràng là bà có một ảnh hưởng lớn, ảnh hưởng lớn lắm. Ảnh hưởng lớn đến nỗi mà cha chồng xem bà giống bà mẹ vậy. Ảnh hưởng lớn mẹ tinh thần á, và ảnh hưởng lớn đổi mà từ gia nhân ở trong nhà cho đến cha mẹ chồng đều quy hướng Tam Bảo vì sau này. Nhưng mà bà không lấy cái chuyện đó trở thành một sự kiêu căng tự phụ. Và ở trong tận lực ghi ra rất nhiều hình ảnh mà có những cái khó khăn ở trong ni chúng. Thì thưa quý vị, Đức Phật Ngài đã kêu bà Visakha đến để nói bà Visakha đi giải quyết việc đó. Quý vị thấy, Đức Phật là một đấng thiên nhiên chi đạo sư. Ngài thấy được vấn đề, Ngài hiểu được vấn đề. Và có những trường hợp mà Ngài chỉ định cho bà Visakha giải quyết việc đó và giải quyết cho cái giới xuất gia được. Chứ thấy điều đó cũng rất đẹp, thưa quý vị. Đẹp lắm. Bởi vì khi chúng tôi bắt đầu cái bài viết này với cái tựa là sống đẹp đó, thì chúng tôi ngại là quý Phật tử nghĩ rằng cái chữ sống đẹp ở đây là nó đẹp về phương diện đời, nhưng mà ở đây chúng tôi phải nói nó đẹp về phương diện đạo nữa, đẹp về phương diện tinh thần. Mà những gì mà chúng tôi nói và đề cập ở cái hôm nay nó chỉ một phần rất nhỏ khi mà nói về Visakha. Tuy nhiên Ngài Narada, Ngài đã có cái một số cái tổng hợp về những câu chuyện liên quan đến bà và nói ở tại đây á, thì chúng tôi thưa quý vị là chỉ bằng khoảng 1/4 những gì mà chúng ta có ở trong kinh tạng và lục tạng thôi, và có nhiều điều không rất hết dài lắm. Chỉ có một chuyện rất tiếc là có lẽ mai mốt chúng tôi sẽ làm đó, là chúng ta nên có một tác phẩm riêng để nói về vị nữ cư sĩ này. Tại vì thật ra thì chúng ta đã có những tác phẩm viết về một góc cô độc, nhưng mà chúng ta chưa có tác phẩm nói về Visakha. Và những con người cư sĩ như vậy đó, nếu chúng ta có thể làm một quyển sách về cuộc đời của họ và ghi lại những giai thoại, thì nó có những bài học lớn, những bài học rất là bổ ích và rất là bổ ích cho mỗi mỗi chúng ta trong cuộc sống ngày hôm nay. Tại vì thưa quý vị, đời nào cũng vậy, đất nước nào cũng vậy, nó có những cái rất khác nhưng có những cái rất giống. Cái sinh hoạt của chùa chiền, sinh hoạt của hàng xuất gia tại gia ngày nay có những điểm khác xưa, nhưng mà cũng có nhiều chuyện rất giống như là ngày xưa. Và những câu chuyện như là cuộc đời mà Visakha, Cốc Cô Độc chẳng hạn, và nhiều vị cư sĩ khác, lại cho chúng ta nhiều cái gợi ý rất tốt để duy trì Phật Pháp trong cuộc sống này. Quý Phật tử Hoàn Hỷ chờ chúng tôi một chút nha. Thượng tọa Pháp Tân ơi, Thượng tọa Pháp Tân có mặt ở trước máy không? Nếu tọa Pháp Tân có mặt ở trước máy, xin Thượng tọa Hoàn Hỷ cho biết. Một lần nữa xin hỏi Thượng tọa Pháp Tân, Thượng tọa có mặt không? Thượng tọa Tư Nguyên ơi, Thượng tọa, Thượng tọa Pháp Tân. Thượng tọa Pháp Tân Hoàn Hỷ nói cho vài lời, có một chút việc. Thế, khoảng 10 phút Thượng tọa, và kính thỉnh Thượng tọa Hoàn Hỷ giúp giúp. Dạ, Nam Mô Bụt Thà Dạ, Nam Mô Tham Mai Dạ, Nam Mô Sang Khai Dạ. Con thành kính đảnh lễ ân Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ Thượng tọa Tế Siêu, Thượng tọa Giác Đẳng, tọa Tế Quyền, tọa Minh Hạnh, được tế trì để được tế đức sự thông cùng Chư Tăng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Qua cái bài giảng của Thượng tọa Giác Đẳng khi nãy giờ đó, nghe Thượng tọa trình bày về một vị tín nữ Upasika Visakha, ta phiên âm là bà Nguyệt Khư đó. Dạ, chúng ta biết rằng đặc biệt nói đến người tín nữ này, người cận sự nữ này nè, thì phải nói rằng có nhiều cái câu chuyện được ghi ở trong luật tạng cuộc đời của một vị tín nữ
rất là quý. Bởi ở chỗ đó là từ ngay từ nhỏ thì bà cũng đã được hấp thụ ở cái lời dạy của Đức Phật. Cả cuộc đời của bà sống cho Phật Pháp, sống cho Phật Pháp. Chúng ta đọc ở trong Kinh Phật Cú đó, thì cũng gặp nói đến cái câu chuyện của bà Visakha, cũng như là ở trong Luật Tạng. Bà Visakha thở thiếu thời đó, thì bà là một cái người phụ nữ đoan trang. Một lần nọ chúng tôi nhớ rằng là tại sao trong lúc mà trời mưa diễn ra đó, thì bà lại không, những cái người tỳ nữ khác cùng những người phụ nữ với nhau, những cái người hộ, những cái người mà tỳ nữ của bà đó, chạy để tránh mưa, trú mưa, nhưng mà bà lại không chạy. Bà nói nếu như mà một con voi mà chạy thì nó cũng mất đi những cái sự uy dũng của nó. Cũng như là một cái người phụ nữ đoan trang như vậy, mà nếu mà có gì chạy một cách vội vã thì cũng mất đi cái vẻ đoan trang của một cái người phụ nữ. Cho nên là những cái người phụ nữ khác chạy tránh mưa, trú mưa, nhưng mà bà thì không như vậy. Cho nên rằng là ta thấy rằng một người phụ nữ mà khi nói rằng khi mà bà đã được gả theo về nhà chồng rồi thì bà lại là cũng là một cái người mà lúc nào cũng có cái niềm tin đối với Tam Bảo. Lúc nào cũng có cái niềm tin, mặc dù nhà bên chồng là ngoại giáo, tức là theo đạo Lõa Thể đó, đi kiên tử. Cho nên là bà cũng biết rằng như vậy, bà cũng lần lượt cũng hướng được cha chồng cũng như là chồng lần lượt biết đến với Phật Pháp. Hôm qua hôm kia gì chúng tôi có nhắc đến cái việc mà khi mà Chư Tăng đến nhà ông già chồng thì ông già chồng lại không có hoan hỷ cúng dường những cái thực phẩm khi mà Chư Tăng đi bát vậy. Thì bà mới nói rằng là cha chồng hãy ra cúng dường, nhưng mà ông cha chồng không cúng dường. Thì bà mới nói rằng người cha chồng của mình là ăn những cái cơm thừa còn lại. Thì ông cha chồng cũng bắt lỗi, tại sao mà một đứa con dâu mà lại có những lời trịch thượng như vậy đấy. Cho nên là bà mới giải thích, bà nói rằng là nói cha ăn, cha chồng ăn cơm thừa trở lại có nghĩa là cha đang hưởng phước của mình trong quá khứ, không biết nấu cái cơm mới để mà ăn, có nghĩa là không biết tạo phước để mà hưởng. Trong khi mà Chư Tăng đến nhà để mà khất thực đấy, thì ông cha chồng không cúng dường. Riêng bà thì bà lại từ lúc mà cúng dường cho đến mãi về sau này, thì chúng ta có nghe cái câu chuyện mà bà nãy khi Thượng Tọa Giác Đẳng có nhắc đến cái việc mà bà đi đến cái chùa rồi bà bỏ quên cái chiếc áo choàng đó thôi. Rồi chiếc cái áo choàng đó là bà cho những cái người hầu đó, người tỳ nữ đó, đi vô chùa để mà xin chuộc lại. Nói chuộc lại không phải là chuộc để lấy tiền, mà ở đây nói chuộc lại có nghĩa là bà trị giá cái chiếc áo choàng đó, sẽ bán đi lấy cái tiền đó để mà xây cái chùa mà nói là Đông Phương Tự đó, là Puparama. Thì chúng biết rằng trong suốt cả cuộc đời của bà, khi mà bà đã có một cái việc mà cúng dường cái
cái chiếc áo choàng đó để rồi mua, để rồi xây cất, lấy cái kinh phí đó để mà xây chất cái chùa Đông Phương Tự. Mà được biết là Đức Phật cũng có ở đó một thời gian, nhập hạ ở đó một thời gian. Thì cái bà, cái ngôi chùa Đông Phương Tự là cái ngôi chùa mà cho chính tay của bà bỏ tiền ra để mà xây cúng dường cho Đức Phật và Chư Tăng. Rồi với cái kinh nghiệm của một cái người phụ nữ, trong những lần mà chúng tôi nhớ không lầm là có một lần nọ, một vị tỳ kheo ni nọ đó, do rằng trước khi xuất gia thì cô có gia đình, và cô có mang từ lúc mà cô, cái vị tỳ kheo ni này chưa có xuất gia, nên khi mà xuất gia vào thời gian sau thì mang thai, là một vị tỳ kheo ni mà còn mang thai. Cho nên cái việc đó đến tai của vua Ba Tư Nạc, rồi bà Visakha, với kinh nghiệm của một người phụ nữ, bà biết rằng là cái người phụ nữ này có mang trước khi xuất gia tỳ kheo ni. Cho nên cũng là một trong những cái cách cư xử, biết rằng cái đó là những cái điều mà, cái cách mà để làm cho nó hài hòa, trong khi một người nếu như mà mình nhìn qua một cách sơ sài, hay hoặc là mình nhìn qua một cách cạn cợt đấy, thì có lẽ là mình không có biết được chính xác cái câu chuyện, nội dung sự thật nó ra sao. Ở đằng này là một, với cái tính chất của một cái người cư sĩ điềm đạm, một người cư sĩ mà hết lòng đối với Tam Bảo. Chúng ta cũng nghe Thượng Tọa Giác Đẳng nói khi nãy là để đó gọi là một người cận sự nam, tức là Upasaka, hay là cận sự nữ Upasika đó, thì phải nói là cái người mà có toàn tâm toàn ý gần gũi với Tam Bảo, vừa là tu tập mà vừa là sự hộ trì Tam Bảo. Cho nên chúng tôi nghĩ rằng đọc đến cái câu chuyện của bà, để rồi mình học được những cái hạnh của những người nữ cư sĩ như vậy. Cái hạnh của những người nữ cư sĩ suốt cuộc đời để phụng sự cho Phật Pháp, phụng sự cho Tam Bảo hết lòng. Thì chúng ta cũng biết nhiều cái câu chuyện liên quan đến lục tạng và những cái điều mà bà xin Đức Phật, xin Đức Phật cho việc mà dân y tắm mưa chư tăng, rồi dân gọi là dân những cái phương tiện cho chư tăng từ xa mới tới, rồi những cái phương tiện cho chư tăng chuẩn bị đi xa, hoặc là những cái thuốc men phương tiện cho những vị tỳ kheo bệnh, hay hoặc là những vị tỳ kheo nuôi bệnh. Thì cái đó mình nhìn qua những cái điều mà bà xin đó, thì mình phải nói rằng đó là những cái điều mà mình thấy hết sức là thiết yếu đối với chư tăng, đối với chư tăng. Bởi vì chúng tôi nghĩ rằng chư tăng là một cái vị xuất gia, sống không có gia đình, gần gũi. Và trong kinh Đức Phật ngài nói rằng các thầy tỳ kheo á, mình hãy thương tưởng với nhau, thương tưởng với nhau, và các thầy hãy chăm sóc với những vị tỳ kheo bệnh như là người thân của mình. Bởi vì các thầy xuất gia với nhau, xuất gia đó là không có gia đình, và gần gũi với mình nhất là những vị tỳ kheo thôi. Cho nên là các thầy nên chăm sóc với nhau, hãy thương tưởng với nhau, thương tưởng với nhau. Và do đó đó, cái điều mà bà Visakha xin Đức Phật để được cúng dường, những cái điều này điều kia, những cái điều mà bà xin Đức Phật, thì chúng ta thấy rằng bà xin Đức Phật là dân y tắm mưa đến chư tăng. Thì ngày xưa thì mình biết rồi, chư tăng đâu, thời buổi quan sơ ngày xưa mà này, đâu có cái chuyện mà có nhà tắm rồi có cái nơi kín đáo đâu. Chư tăng thường ra cái tắm mưa đó. Cho nên là những cái điều đó mình thấy rằng là
bà khi mà bà đi vô thì bà thấy chư tỳ kheo đang tắm mưa, đang không có kính đáo như vậy, cho nên là bà xin ngay cái điều đó, xin Đức Phật là dâng y tắm mưa đến với chư tăng. Cho nên nếu mà ai có sống Ấn Độ, rồi ai có đi qua Ấn Độ thì mình biết rằng Ấn Độ thì lạnh thì cũng lạnh nhiều lắm, nóng cũng nóng nhiều nữa, nóng hơn 40 độ. Ghê lắm. Chúng tôi nhớ có một lần lên trên cái gọi là cái Khổ Hạnh Lâm, nơi mà Đức Bồ Tát ngài ở đó, ngài khổ hạnh, thì mình biết rằng đất đá trơ trọi, đá trơ trọi, cây không có mọc nổi. Mình nhìn thấy cái khí hậu, cái hoàn cảnh xung quanh thì mình biết rằng ở đây mà để tồn tại chỗ này thì cũng phải nói là gian truân lắm. Mà nơi đó là nơi mà cách đây hơn 25 thế kỷ Đức Phật từng đã có mặt ở nơi đó, khi còn là Bồ Tát ngài đã khổ hạnh ở tại đó. Thì mình biết rằng ở xứ Ấn Độ nóng thì nóng nhiều, lạnh thì cũng lạnh nhiều, rồi mưa thì cũng mưa nhiều. Cho nên cái tỳ kheo nó nhiều khi rồi trong cái dịp mùa mưa như thế này là mưa rồi. Cho nên là bà chư tỳ kheo không có, chư tăng không có cái y để mà quấn để mà tắm đó, để cho kính người đó. Bà xin Đức Phật những cái điều đó. Cho nên ngày nay mình thấy những cái điều mà liên quan cái điều mà liên quan với lại luật tạng, liên quan với đời sống của chư tăng, và đặc biệt là cái tấm gương sáng của một cái người cận sự nữ Upasika như là tấm gương của bà Visakha, thì mình thấy hết sức là đáng quý vô cùng, cũng như là một cái tấm gương để đáng cho chúng ta học hỏi. Đúng là cái sự hậu trì trong cái nghĩa là vừa là bản thân của bà tự là thực hành giáo pháp của Đức Phật, lời dạy của Đức Phật, sống như là một người đầy đủ những cái tâm từ, đầy đủ những cái tâm bi, và là vừa là sự hộ trì tam bảo, mà mình hiểu đó là hộ trì bằng phương diện vật chất, bằng phương diện vật chất. Bởi vì mình biết đó, nếu bên nam là cận sự nang Upasaka đó, là ông cấp cô độc, là một cái người mà dân đất cúng để mà xây chùa Kỳ Viên Chetavana cho Đức Phật và Chư Tăng, thì bên nữ có bà Visakha đã cúng dường để cất cái chiếc áo choàng của mình, cúng dường cái kinh phí bán cái chiếc áo choàng của mình để rồi xây cái chùa Đông Phương Tự Buddharama cho Đức Phật và Chư Tăng. Thì mình phải nói rằng cái công nó lớn lắm. Và cái hạnh của một cái người sống điềm đạm, phải nói là điềm đạm, mà khi mà mình không phải để mình ca ngợi ở đây, để rồi chúng ta chỉ là nhìn nhận như là một cái hình ảnh đẹp không đâu, mà nó dường như là một cái bài học, để rồi dù chúng tôi nghĩ rằng mình là một cái vị xuất gia, thấy cái tấm gương của bà, mặc dù là mình biết rằng sau cuối cùng thì bà cũng chứng quả thánh, nhưng mà đó cũng là một cái tấm gương đáng quý trong một cái người, trong vô số người cận sự nữ, trong đó có một người phụ nữ đặc biệt, đó là bà Visakha. Cho nên là chúng tôi thấy là kinh ở bên Bắc truyền thì người ta ít có đề cập đến bà Visakha nhiều, trong khi kinh đây đó thì đề cập đến ông cấp cô độc thì rất là nhiều, nhưng mà bà Visakha ít đề cập. Nhưng riêng kinh điển Bali đấy thì chúng ta thấy rằng nhiều cái câu chuyện liên quan ở trong kinh tạng cũng có ghi lại, và trong luật tạng cũng có ghi lại riêng cuộc đời và hành trạng của một nữ cư sĩ đặc biệt như là bà Visakha. Cho nên là chúng tôi nghĩ rằng bà đi sâu đi sát đối với cái đời sống của chư tăng, đi sâu đi sát đối với chư tăng, cảm nhận được cái tâm trạng của chư tăng, và bà là một cái người mà phải nói hết lòng hộ trì tam bảo về phương diện vật chất cũng như là tinh thần. Mà chúng ta thấy rằng nhiều cái câu chuyện mà bà đã hết lòng trong cái việc đó,
thì chúng tôi thấy rằng đó là một cái tấm gương rất là quý. Cho nên là khi mà nói đến bà Quý Sa Kha là như vậy thì chúng tôi cũng thấy hình như là hết giờ rồi. Chúng tôi chia sẻ bấy nhiêu. Quý vị, con không biết là Thượng Tọa Giác Đẳng có trở vô được không ạ? Có trước máy không ạ? Dạ, nếu Thượng Tọa có trước máy, thỉnh Thượng Tọa trở lại để đúc kết. Dạ vâng, rất cảm kích là Thượng Tọa Pháp Tân đã giúp tiếp lời trong lúc đang bận rộn. Thưa quý vị, những gì mà chúng tôi đã nói và Thượng Tọa Pháp Tân cũng đã tiếp tục nói, cũng như là bài học ngày hôm nay, chỉ là một phần rất nhỏ. Chúng tôi hy vọng rằng về cuộc đời của bà Quý Sa Kha, chúng tôi hy vọng quý vị từng có thời giờ đọc lại trọn những cái bài đăng ngày hôm nay. Và chúng tôi nếu bài đăng nhỏ ở trong những gì mà được ghi lại trong Kinh Tạng và Lục Tạng, chúng ta hãy cùng nhau chiêm nghiệm, cùng nhau hoan hỷ và luôn luôn vững tin một điều rằng nếu chúng ta có cái tâm thành để hộ pháp, có cái tâm thành để phụng sự, thì ở hoàn cảnh nào, thuận cũng như nghịch, tích cực hay tiêu cực, thì chúng ta vẫn có thể làm được. Và đặc biệt cái nhìn của những người mà sống đẹp đó, luôn luôn đi với cái Đức Phật gọi là Yodiso Manasikara, gọi là khéo tác ý hay là chánh tư niệm, tức là nhìn ở một phương diện tích cực, thì bà Quý Sa Kha là một trong những người cho chúng ta điều đó. Xin được kết thúc chương trình hoạt hôm nay của Rung Phật Pháp Buddha Dhamma. Ngày mai thì thưa quý vị, chúng ta trở lại với giáo trình kinh Tương Ưng Bộ, và vị giảng sư là Thượng Tọa Trệ Quyền. Kính đại lễ chư tôn đức thân chào tạm biệt quý Phật tử, chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bụt Thầy Giả. Nam mô Bụt Thầy Giả. Dạ, con nguyên xuân thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy những giáo nghĩa di vi diệu của Đức Phật để toàn thể chúng con được lắng nghe, ghi nhớ và hành trình trong tôn chỉ. Không làm các ác nghiệp, không tu các hạnh lành, thanh tịnh hóa tâm ý như lời chư Phật dạy. Kính cảm ơn quý ớt đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức, quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Thế Tôn. Để kết thúc chương trình, xin chấp chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hạng thiền thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thầy Giả.